câu hỏi. Thì chúng ta có hai cái cảm giác gọi là sung sướng mà chúng ta cảm nhận và mình tách nó ra, và nó thực sự khác biệt các bạn. Nó khác biệt về chất, nó khác biệt luôn về mặt hình, tức là về mặt hữu hình nó là loại hóa chất gì, về mặt vô hình nó cho bạn cái cảm giác như thế nào, mặc dù cả hai đều là sung sướng. Thì cái cảm giác thứ nhất là cảm giác sung sướng có tính trần tục, có tính chân thân, nó là cái cảm giác mà chúng ta đón nhận và được, và nó có tính chiếu vào, có nghĩa là nó không phải là ích kỷ. Thì cái đó nó được tạo ra chính bởi dopamine. Dopamine là một cái hóa chất được tạo ra ở cái vùng limbic system, cái khu vực ở trong cái phần não mà kêu là não cổ của chúng ta. Nó làm cho chúng ta cảm giác sung sướng, nó làm chúng ta cảm giác có động lực, nó làm cho chúng ta muốn đứng dậy không có nằm để ra nó làm một cái gì đó. Nó giúp chúng ta tự hào, nó giúp chúng ta khoái lạc luôn, nó giúp chúng ta ăn ngon, rồi những cái ân ái, vợ quan hệ vợ chồng, quan hệ tình dục, những cái cực khoái, những cái cảm giác dễ chịu trên thân. Còn cái cảm giác thứ hai cũng là cảm giác sung sướng đó, thì mình nó nặng về hướng thanh cao hơn, thì mình gọi là cảm giác hạnh phúc. Và nó đúng, thật sự nếu nói hạnh phúc là nó nhiều về cái chất này, thì cái chất này là serotonin. Hiển nhiên serotonin chỉ là một thôi. Giả sử serotonin nó có những cái chất phụ đi, giả sử như là endorphin, tức là endogenous morphine, là một cái hóa chất nữa nó tiết ra cùng với serotonin. Thì cái serotonin là cái chất truyền dẫn thần kinh chính mà nó cho bạn cái cảm giác nở rộng, vui tươi, yêu đời, yêu người, lạc quan, tức là cái hạnh phúc thanh cao. Thì bạn thấy hai cái nhóm này nó ngược nhau này, dopamine là khoái lạc hướng trần tục, serotonin là hướng nở rộng ra là cho đi. Thì cái sự khác biệt nè, để các bạn có thể nhớ, tất cả những cái về dopamine nó có nghĩa là mình hưởng trên thân. Giả sử bạn ăn ngon, giả sử bạn được người ta khen bạn, giả sử bạn giàu, bạn mặc đồ hiệu và bạn cảm giác vui mặc đồ hiệu, giả sử như bạn ăn uống bạn thấy ngon miệng, giả sử như bạn được người ta vinh danh trước lớp, giả sử như bạn quan hệ tình dục và được cái khoái lạc của cái quan hệ tình dục, giả sử như bạn được người ta tặng một cái gì đó và bạn nhận một cái gì đó, thì những cái đó nó rất nặng về dopamine và chúng ta cần dopamine. Nhưng mà những cái đó nó cũng là cái nó tạo ra cái nghiện, cái cơ chế của dopamine nó nghiện, và mình sẽ nói ngay sau sau cái ý kế tiếp. Rồi còn cái serotonin á, thì là nó có tính nở rộng và cho đi, nó lại không phải là vào mà là cho ra. Giả sử nè, bạn yêu đời, tức là lạc quan yêu đời, bạn thấy không có cái gì lấy cho mình mà là nó về người khác. Bạn bạn giúp ai đó, bạn cảm giác tôi hạnh phúc khi tôi giúp được người ta. Bạn bạn phát minh, bạn sáng chế ra, bạn làm một cái gì đó, bạn gặp những người bạn của mình và bạn thấy là mình vui vì thấy bạn hạnh phúc. Serotonin là một cái cảm giác mà nó nở rộng ra, và ở đó bạn không có lấy gì cho mình cả, mà ngược lại bạn đưa ra ngoài, nhưng mà đó là cái cảm giác hạnh phúc của một con người. Thì hai cái chất truyền dẫn thần kinh này nó có sự khác biệt, và chúng ta cần cả hai. Ok, chúng ta cần cả trần tục và chúng ta cần cả thanh cao, chúng ta cần cả cho phần xác và chúng ta cần cả cho phần thần. Thì cái trần tục đó, nó nặng ở những cái luân xa dưới 1, 2, 3, còn cái thanh cao nó nặng từ cái 4, 5, 6, 7. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cái sự khác biệt và quan trọng hồi nãy mà mình nói nè, và sau khi các bạn hiểu cái ý cơ bản đó rồi. Cái dopamine mỗi lần nó tiết ra thì nó tiết ra ở trong những cái vùng não như là ventral tegmental hay là substantia nigra hay là phần hypothalamus, là ba cái phần mà mình nói ở trong não chúng ta, ngay cái phần limbic system là cái phần não cổ đó. Thì mỗi lần nó tiết ra như vậy thì các đầu dây thần kinh mà nó tạo ra cái dopamine đó, hai cái đầu dây thần kinh như thế này nha, và nó có rất nhiều những cái đầu dây thần kinh của chúng ta ở những khu vực đó. Thì khi dopamine được tạo ra thì cái dopamine là một cái hóa chất nó rất là bé, tức là nó thành những cái hạt molecule rất là bé, nó tiết từ đầu này qua đầu kia, bởi vì mới gọi là chất truyền dẫn thần kinh. Thì từ đầu chất đầu của cái dây thần kinh này nó truyền qua cái đầu nhận của cái tế bào thần kinh kế bên, nó giống như là cánh tay của thằng đưa đưa cho, còn bên đây là cánh tay thằng nhận, nó nhận về. Và chúng ta đang nói là có cả trăm tỷ cái đầu dây thần kinh, cả trăm tỷ. Hiển nhiên nguyên cái não chúng ta có khoảng 100 tỷ tế bào, nhưng mỗi tế bào nó có thể cả mấy ngàn, cả chục ngàn cái đầu dây thần kinh, những cái cánh tay đó, thì nó có rất là nhiều. Và khi nó tiết ra như vậy thì bên kia nhận. Thì cái điểm quan trọng nè là khi mà cái thằng nhận, cái tay nhận mà nó nhận dopamine mà nó nhận hơi nhiều á, nó nhận tới một cái ngưỡng nào đó thì cái receptor, tức là cái tay nhận, nó bị gãy đi, nó bị mất, nó bị hư đi. Có nghĩa là nó nhận tới mức độ đó là cái tay nó sẽ hư đi. Có nghĩa là sao phải không? Nếu như bạn dùng cái khoái lạc đó tới một cái ngưỡng nào đó
thằng nhận nó tao không nhận được nữa. Tức là bạn không cảm giác sung sướng nữa. Chính vì vậy nên cái cơ chế nghiện lên đô nó mới xảy ra. Chính vì vậy bạn thấy ông đánh bài lúc đầu tao đánh dán 10 ngàn, sau một thời gian tự nhiên nó hết phê, nó tăng đô. Khi bạn tăng đô lên thì những cái tay mới được tạo ra. Nhưng mà cùng lúc như vậy bạn lại vô tình tạo ra một cái ngưỡng là nếu bạn đánh lại 10 ngàn bạn thấy không thích nữa. Nó lên đô. Tức là cái nghiện nó lên đô. Thì cái nguy hiểm ở chỗ này nè là cái dopamine bạn không thể có ở mức cao và lâu được. Đó, cho nên là bạn phải tăng liều. Bạn tăng liều để giữ cái mức cái ngưỡng sướng đó như cũ thì bạn phải tăng liều. Và hiển nhiên bạn tăng liều tới lúc nào đó bạn tàn tạ. Đó là lý do tại sao những người nghiện những chất kích thích họ phải tăng liều tới một cái mức nào đó cái chất nó giết họ chết. Đó, thì đó mình nói đó là bạn hiểu được là dopamine tại sao qua thời gian nó cho cảm giác sung sướng. Sao nó mờ ta? Rõ chưa? Biết sao tự nhiên nó bị mờ? Ok. Cái camera nó bị sao ta? À ok được rồi. Có nghĩa rằng bạn không thể có dopamine ở một cái ngưỡng cao hoài được. Tại vì cái cơ chế cái tay nó sẽ bị hư. Nhưng mà serotonin lại ngược nha. Serotonin á, nó không phải là excitatory. Ok, mà nó là inhibitory. Có nghĩa rằng khi mà serotonin được tạo ra cũng cùng cái cơ chế là cái đầu dây thần kinh này nó bắn cái xin lỗi các bạn chờ mình dây. Trong lúc mà Đại Tuấn Vương đọc một số comment nha. Ok tiếp tục này. Nhưng mà cái serotonin thì là không giống cái dopamine. Khi mà những cái đầu dây thần kinh đó mà nó bắn cái serotonin thì bên kia cái tay nhận á, nó nhận xong nó vẫn như cũ. Nó vẫn thậm chí nó có một cái cơ chế nữa, nếu bạn bắn ra hơi nhiều á, nó sẽ tạo thêm tay. Chính vì vậy cho nên là không có khái niệm là hạnh phúc có giới hạn. Nhưng mà khoái lạc là có giới hạn. Bạn thấy cái cơ chế mà đấng tạo hóa đã tạo ra rất hay các bạn. Bạn thấy cho nên là những người đi tìm cái khoái lạc trần tục. Và bạn thấy nè, những người đó, cái cách sống đó nó không tồn tại được cho dù một cái đoạn ngắn trong cuộc đời họ có. Nhưng mà chúng ta cần dopamine để có động lực. Và ở một cái chừng mực vừa phải chúng ta có thể có liên tục. Nhưng mà đấng tạo hóa đã tạo ra cái đó rồi. Cho nên một con người bạn nhìn vào được cái phần sinh học đó, bạn sẽ thấy rằng con người được thiết kế ra hạnh phúc là vô tận, nhưng mà khoái lạc chỉ tới đó mà thôi. Và cái hạnh phúc nó không có giới hạn, nó không có ngưỡng để vượt luôn, nó là vô tận. Bạn có thể có hạnh phúc mãi mãi và vĩnh viễn. Tuy nhiên con người chúng ta lại nặng cái phần hữu hình hơn. À, cái này trong cái lớp học thiền thì chắc các bạn đã mình giải thích nó là dài ra. Nhưng mà quay lại đây nè, cái bạn hồi nãy đó, bạn Tâm, bạn Trúc, bạn có nói là cái lúc mà bị buồn á, bị tổn thương, bị mình thừa cân hay là mình không có đẹp hay là stress công việc, stress lớp học, stress các mối quan hệ tình cảm, mình có thể hướng đi tìm cái dopamine, mình có thể hướng. Và khi mình tìm cái dopamine thì bạn thấy cái cơ chế nó bị ngay như vậy, bạn uống trà sữa thì bạn thấy nó dễ chịu hơn giá. Nhưng mà bạn uống thời gian bạn thấy là những cái tay nó bắt đầu nó giảm xuống là bạn phải tăng liều, bạn bắt đầu uống nhiều hơn và thường xuyên hơn. Bạn không có trà sữa, không chuyển qua me, cóc, ổi, đồ các loại. Những cái thứ mà nó tạo cho bạn cái dopamine đó. Và dần dần, cái cơ thể bạn nó bị lụi tàn như mình nói nãy. Thừa cân chỉ là một cái cách thôi. Hiển nhiên thừa chút không có sao. Nhưng mà thừa nhiều quá thì nó nguy hiểm. Huyết áp lên tới 150, tuổi 20 thì là đúng rồi. Hơi hơi nguy hiểm mặc dù bạn nói là cũng dùng thuốc men gì đó. Tuy nhiên quay lại đây, mình nói vậy mong các bạn hiểu ra rằng một điều như thế này. Nếu như bạn sống mà hướng thiện, kể cả trong cái việc giảm cân, bạn thấy không, hướng thiện ở đây mình không nói các bạn thừa cân là ác, không phải. Hướng thiện đây có nghĩa là trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình. Và mình có đăng cái câu trên tường á, mình nói là cái người mà bạn nên gặp nhất trong cuộc đời này là cái phiên bản tốt nhất của bạn. Tại vì nếu bạn cuộc đời bạn không gặp được cái người đó, cái phiên bản tốt nhất, thì bạn chưa sống tới cái mức tối đa. Và để hướng được tới cái con người đó thì mình gọi nó là hướng thiện đó. Hướng sống tới cái điều tốt đẹp nhất mà một con người có thể. Cho nên trong cuộc sống những cái niềm vui các bạn hiểu được cái sự cân bằng giữa khoái lạc trần tục và những cái hạnh phúc của một con người. Bạn hiểu cân đối như thế nào tốt nhất. Rồi chúng ta tới phần đặt câu hỏi cho các bạn. Dạ
Chị có ghi âm á, hôm nay Tuấn nhớ post cái video này lên YouTube nha, tại chị nghĩ cái đề tài này mình mới, mình chưa có nói nhiều trong những lần trước. Trước khi đọc câu hỏi á, chị đọc một vài cái comment của các bạn nè. Mỗi tháng có 300 mấy à, ít hơn đi phòng tập 5 sao ở ngoài luôn, mà lại không cần ăn uống hay bổ sung cái gì, thì tại sao lại gọi là lùa gà? Có nhưng phải đi có số bạn họ gọi là lùa gà, nhưng mà các bạn biết tổ chức cái chương trình tính tới bây giờ chắc gần cả chục ngàn người, tám chín không biết bao nhiêu ngàn người, mà các bạn tưởng tượng chỉ cần một vài người thôi mà các bạn làm điều đó người ta sẽ làm ồn lên cả đó mà, cho nên hiển nhiên cái chương trình nó tự nó nói cho bản thân nó thôi. Rồi, có bạn thì comment là từ ngày giảm cân em đi làm còn tiết kiệm được thêm tiền ăn trưa, ăn chiều với ăn vặt. Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu mấy đến 3 triệu tiền ăn. Anh cũng có nói với các bạn cái ý này á, tức là trong một cái thời gian các bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Nhiều bạn không tin anh, họ nói ông này ông xạo quá đi, ông bán cái lớp của ông. Có một số bạn sẽ tiết kiệm được tiền, nhưng mà một số bạn là tốn tiền mua quần áo mới, tại các bạn giảm tới mười mười mấy ký, các bạn sẽ và các bạn vui vẻ khi tốn tiền mua quần áo thì chuyển từ cái phần ăn nó qua mua quần áo. Mà mặc đồ giờ là đẹp lòng lộn. Đồng hồ cát 027 nói nè, em đã tập gym và em đã thất bại, em tốn tiền. Lúc đó cả 3 tuần không xuống được 1 ký. Chương trình này mới chỉ 12 ngày mà em giảm 4 ký mấy. Chúc mừng bạn, chúc mừng em. Rồi thôi, bây giờ chị chuyển sang câu hỏi nha. À, có một bạn hỏi một cái câu chị thấy rất là hay, bạn gửi Zalo thiết tha nhờ Tuấn trả lời là nếu đi plan 2 thì có tăng trưởng rho học môn được không anh? Tùy vào cái lượng à, có những bạn đi plan 2 nhưng mà bằng người ta ăn ba ngày ba cử, cho nên nếu như em đi đúng cái plan 2 thì cái lượng growth hormone chắc chắn có tăng, yes. Nếu đúng như plan 2 nha. Và cái chứng nhận mà em đi plan 2 nè là em giảm cân. Cái insulin trong người em nó sẽ xuống thấp, glucagon sẽ lên cao. Chính cái cảm giác mà em nói bị đói những ngày đầu á khi chưa quen á, nó là xác nhận của growth hormone đó. Cái đó chính là cái quá trình mà cái ghrelin nó tiết ra. Và ghrelin tiết ra có nghĩa rằng ngay sau đó cái glucagon nó đã lên và cái insulin xuống. Và cái quá trình đó là cái quá trình kích hoạt cái growth hormone. Thì growth nó là một cái chuỗi của nhiều cái đường dẫn và những cái phản ứng trong cơ thể. Thì nếu em hỏi về growth hormone, yeah. Và rất là nhiều người chúng ta muốn có cái growth hormone nó cao lên. Nó chính là sự trường thọ, nó chính là cái stem cell, tức là tế bào gốc được tạo ra, nó chính là cái đường dẫn kích hoạt những cái đoạn đó, đó. Tốt đẹp. Cho nên nhé, yeah. Và cái autophagy nó ở một cái mức độ vừa phải. Rồi, bây giờ chị đọc tiếp câu hỏi của đồng hồ cát 509 nè. Bình thường em hay uống soda không đường với chanh sau khi vận động. Không biết là khi đi plan 3 thì có thể uống như vậy để bổ sung nước và khoáng được không ạ? À? Nó có ảnh hưởng gì đến quá trình autophagy không ạ? À? À, có thể nói là gần như hoàn toàn không ảnh hưởng tới autophagy cho em. À, tuy nhiên nếu mà em nói bổ sung khoáng thì soda và chanh nó không nhiều bằng những thứ như là nước muối. Đặc phải là muối biển. Chứ không phải muối cái loại là table salt, là muối mà thường bán. Muối iốt á, là trong đó nó thường không có khoáng. Nó phải là muối thô, muối chưa qua tinh lọc. Muối mà em nhìn nó không trắng luôn á. Em thấy cái màu nó hoặc là hồng nếu là muối khai thác có tính chất ở núi, hoặc là nó màu hơi xanh xanh có tính chất như là muối biển mà chưa được qua tinh lọc. Tại quá trình tinh lọc là quá trình lấy bỏ ra cái khoáng đó, cho nên nó phải là nước muối mà là loại muối muối thô. Còn cái em muốn chanh thì nó có khoáng vậy, nhưng mà nó không thể bằng muối được. Rồi, có bạn Ngân 204 có nhờ Tuấn là em nghe bác sĩ nói là bị đột tử thì có tính di truyền, mà cha và ông nội của em đều mất do đột tử. Em thì còn trẻ mà thường xuyên bị đau hoặc nhói tim, không biết em có bệnh nền không và đi plan 3 có lâu dài được không? Em đã đi plan 3 được 3 ngày mà em vẫn thấy ổn.
Hiển nhiên là ổn. Cái phần của bác sĩ, anh không có bước qua sân của bác sĩ. Họ là những người họ biết họ nói cái gì và họ có những cái sách của họ. Tuy nhiên anh biết một điều này là cái gen di truyền là có, nhưng nó quyết định khoảng chừng vài phần trăm. Ở nhà anh cũng vậy, ông nội và ba anh đều bị như vậy, ba anh cũng bị như vậy luôn, nhưng mà ông bị nhẹ hơn chút, ông nội anh cũng bị. Cho nên là anh lại là con trai, ông nội anh á là con trai trưởng của ông cố, ba anh á là con trai trưởng của ông nội, anh là con trai trưởng của ba. Và tới con của anh á, anh có những đứa con trai đầu luôn, tức là bây giờ tới năm đời rồi đó, năm đời đó, thì ông nội và ba anh cũng đều bị cái đó, bị stroke. Nhưng mà cái đó, nhưng mà cả hai đều giống nhau, cái là cả hai đều sống rất là không lành mạnh. Cho nên gen là có, nhưng mà cái gene expression thì là do tự mình quyết định. Nó giống như nè, cái đèn tử thì có, nhưng mà cái nút bật là do em quyết. Nếu em bật cái nút bật lên thì em sẽ giống như cha, hay là như trong tình huống của anh. Còn nếu như em tắt cái nút đó thì cái gen đó nó không bật lên, thì lúc đó nó không xảy ra với mình. Cái đó gọi là gene expression, hay tiếng Việt gọi là biểu hiện gen, của cái khoa học gọi là epigenetic. Thì câu trả lời cho em nè, trong em và trong tất cả mọi người đều có cái đó hết, chứ không phải chỉ em không. Nhưng mà nó có nổi trội lên không, nó có được kích hoạt hay không là do em quyết định. Thì cái phần đó là phần anh có thể nói chắc chắn, tại vì khoa học ngày hôm nay đã xác nhận cái điều đó rồi. Cho nên cái plan 3 mà em hỏi là có đi được hay không, nếu em thừa cân thì hiển nhiên là được. Nhưng mà theo cái cách em hỏi có vẻ như em thừa cân hơi nhiều. Anh không chắc nha, nếu có thể viết ra cho mọi người biết chiều cao và cân nặng hiện tại hay là cái lúc em bắt đầu hay không. Tại vì nếu như em mà thừa cân thì nó sẽ bất lợi theo cái hướng mà như em nói, cái gen đó. Nhưng mà em thấy không, nó thừa cân là do mình chứ không phải do gen. Thì thừa cân là rõ ràng tại mình, không thể nào nói gen được. Cho nên plan 3 được không? Được. Em vẫn có thể sau đó đi plan 2, tùy vào cái lượng cân nặng của em. Tức là em cũng giống như tất cả những bạn khác trong chương trình, không có cái gì đặc biệt về gen đâu. Ok. Cho nên cứ làm đúng như chương trình thì mọi thứ sẽ được thuận lợi và an toàn và tốt đẹp cho em nhé. Mà chính cái việc bạn fast và về cân chuẩn là cái cơ sở để mà bạn hạn chế tối thiểu bệnh tật. Đúng. Nên giả sử như mình có cái gen đó thì fast là làm cho mình tốt hơn. Bạn Đồng Hồ Cát 30 có hỏi là anh Tuấn cho em hỏi, nếu như mình quen luôn rồi mình không ăn sáng luôn mà mình chỉ ăn duy nhất một bữa trưa có đủ chất, nếu đói thì có thể ăn thêm một ít vào buổi chiều, thì làm như vậy về lâu về dài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vì em đọc thấy một vài thông tin nói nếu là không ăn sáng thường xuyên thì sẽ dẫn đến việc không tốt cho sức khỏe ạ. Có ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều em, tốt hơn nhiều. Okay. Biết lắm. Anh không bài bác cái buổi ăn sáng, bạn vẫn có thể ăn sáng, nhưng mà nó như thế này nè, ăn một ngày một cử là tốt nhất, ăn một ngày một cử là tốt nhất. Nhiều người không tin điều này, các bạn không tin đó là vì các bạn tự lớn lên và tự chọn là ba bữa là đúng. Bạn ngồi bạn suy nghĩ đi, cái gì quyết định là số nào là đúng, tại sao không là bốn, tại sao không là hai, tại sao không là một, tại sao không là bảy tám? Bạn thấy cái con số 3 là con số mà vì bạn nghe người ta nói, bạn lớn lên thấy người ta đề menu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và bạn nghĩ nó là đúng. Chứ bạn thấy không có một cái cơ sở khoa học nào nói ăn một nên ăn ngày ba cử hết. Trên thực tế như thế này nè, những người ăn càng ít cử, cái growth hormone có cơ hội phát triển tốt hơn, cái insulin và cái glucagon nó có cơ hội ở cái mức cân đối mà nó tái tạo sửa chữa và trường thọ hơn. Em càng tăng số lượng bữa ăn lên, cái insulin của em nó càng nằm ở mức cao. Khi mà em hiểu được, anh nghĩ trong đây chắc ít bạn quan tâm tới cái đó và hiểu được tới cái đó. Nhưng mà em biết mỗi lần em ăn là em làm giảm thọ mình chút, giảm thọ một chút. Cái quá trình glycation nó xảy ra khi cái insulin mình nó lên. Cái insulin của mình nó một ngày á, nó chỉ nên lên ít thôi. Ok, nó nên ở cái mức vừa phải và thấp thôi. Thì lúc đó cái phần tái tạo sửa chữa đó, nó mới đủ để có thể làm cho cái cơ thể nó khỏe. Cho nên nếu mà hỏi anh nha, nếu cùng gọi là ăn đủ chất, ok, nếu mà mình gọi là ăn đủ chất và ăn đúng về lượng đó nha,
thì em muốn chia ra làm hai, làm ba hay một lần đều được, đều gần như như nhau. Có nghĩa rằng một bữa ăn giả sử nha 1.500 calorie, trong đó đầy đủ những cái dinh dưỡng, chất béo, chất đạm, chất xơ, khoáng, vitamin và chất carbohydrate vừa đủ, anh giả sử vừa đủ. Và khái niệm ngày hôm nay khó làm chứ không dễ đâu. Thay vì em ăn một lần em chia làm ba, lúc đó sẽ không có sự khác biệt. Nhưng mà nếu như em thấy là ủa em ăn lần thì nó cũng vừa, mà em ăn chia ba tự nhiên miếng có chút xíu thì em sẽ cảm thấy như vậy. Ok, cho nên anh không có nói là bữa ăn sáng là bữa sai, anh cũng không nói bữa ăn tốt là bữa ăn tối là sai. Nhưng mà nếu em ăn vừa đủ thôi thì lúc đó tối ưu. Và hiện tại chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta ăn quá nhiều các bạn, có thể nói 99% dân số là ăn quá nhiều, quá nhiều, ăn nhiều lắm luôn á. Chính vì vậy cho nên chúng ta bị bệnh nhiều lắm. Ngày hôm nay xã hội là bệnh đi theo cái hướng bệnh mà bây giờ ta nói y khoa phát triển, ta nói không theo kịp bệnh luôn, mà bệnh về ăn chứ không phải về gì, tức là bệnh từ cái gốc từ ăn mà ra được thứ bệnh khác. Cho nên bác sĩ nói hay là người ta nói, cứ để người ta nói đi, tự nhiên câu trả lời của anh cho em nó chính xác như vậy nè. Nếu như em ăn vừa đủ dinh dưỡng thôi là tối ưu. Thứ hai, nếu như em ăn được một ngày một cử và ăn vừa đủ, nó là tốt nhất. Insulin em có cơ hội nằm thấp trong suốt khoảng chừng 20 tiếng đồng hồ á. Nó nằm ở cái mức vừa đủ, và lúc đó là cơ thể em mới kích hoạt cái AMPK, là một cái nhóm đường dẫn mà ở đó nó tạo ra những cái chuyển đổi về mặt sinh học cơ thể em để em trường thọ. Có rất là nhiều những cái người, nhưng mà anh nói rất nhiều là trong cái nhóm của những người rất hiểu về dinh dưỡng, hiểu về thở, họ ăn một ngày một cử thôi. Ông Sadhguru là một cái ví dụ mà các bạn có thể rất là nổi tiếng, các bạn biết. Ông ăn ngày cử, ông sống mấy tuổi? Ông ăn ngày cử từ nào? Sống rất là khỏe, chạy mô tô rồi hung hăng lắm. Đừng nghĩ ông yếu nha. Ông là một một người triết gia đang, tức là đương thời, dùng số nhiều triết gia lên đường rồi. Đương thời, và ông có nhiều cái triết lý rất là hay, ăn ngày cử. Ok, cho nên anh trả lời vậy chắc đủ rồi. Bạn đồng hồ cát 326 có comment là anh Tuấn nói chính xác quá ạ. Khi tâm trạng đi xuống thì động lực giảm cân bị giảm và bắt đầu ăn uống mất kiểm soát để tâm trạng tốt hơn. Nó bù cái dopamine đó. Anh cho em hỏi về cơ chế của đường ăn kiêng và coca không calo, chất tạo ngọt đó từ đâu và tác dụng như thế nào đến sức khỏe ạ? Cái đó nó rất là nguy hiểm. Anh chưa nói tới phần hóa chất mà tạo ra cái đường không ngọt, anh không nói tới cái phần cái hướng đó, anh chỉ nói cái điểm này thôi nè. Nó làm insulin lên cao mà nó ẩn là vì người ta không biết. Tức là giả sử này nha, nếu như em thò cái tay vào lửa và em thấy bị phỏng á, em rút tay lại. Còn cái này là phỏng mà không biết phỏng. Nó có hai cái nguy hiểm của cái đường tạo ngọt mà không calo. Cái thứ nhất á là nó làm hư cái hệ microbiome. Và cái đó rất là nhiều người không biết được cái tầm quan trọng của hệ microbiome. Em uống cái đó vô thì coi như là tiêu ngay lập tức. Ok, em uống một cái lon mà cao cao đường là ở trong đó nguyên cái hệ vi sinh vật mà nó làm cho em có cảm xúc hạnh phúc, nở rộng, bình an. Cái hệ microbiome là cái hệ mà nó giải, nó tạo ra khoảng, tức là từ nó mà tạo ra khoảng 80% lượng serotonin, là cái cảm giác hạnh phúc của một con người cần phải có cái chất đó để tạo ra đó. Thì cái đám vi sinh vật gọi là lợi khuẩn đó bị cái đường này nó giết chết, nó giết rất là nhanh. Chính vì vậy cho nên những người mà uống cái đó, em thấy cái trạng thái của họ là cứ phải uống hoài. Và trên thực tế là những người uống những chất không đường, nó uống nhiều hơn cái người uống có đường khoảng 2.5 lần. Đó là cái thứ nhất, là nó giết đi một cái nguồn rất là quan trọng về sức khỏe, sức khỏe đường ruột. Cái hệ lợi khuẩn mà chết đi thì cái đường ruột của em sẽ hư, huyết áp bắt đầu đủ thứ, những cái lằng nhằng dây điện đến từ đó. Cái nữa là nó làm mất đi cái cảm giác hạnh phúc của em, mất đi cái nguyên liệu để tạo cảm giác hạnh phúc. Và đó là cái hại thứ nhất, và cái hại đó là hại hại lớn á, nhưng mà cũng chưa lớn bằng cái này. Nó làm cái insulin em vẫn tăng, và vì em uống không có, em cảm giác là không có calo cho nên em sẽ uống nhiều, nó đẩy cái insulin của em lên rất cao. Và insulin mà lên cao thì nó kích hoạt nguyên một cái nhóm đường dẫn mà na ná như cái đường hồi nãy luôn đó. Tức là tụi nó cùng hai đường nhưng mà dẫn như một chỗ,
nó làm em lão hóa rất nhanh, insulin mà lên cao quá nha, lão hóa nhanh, uric acid tạo ra tế bào của em vào trạng thái đấu tranh sinh tồn, nó kích hoạt cái gọi là AMP deaminase, tức là ngược lại của AMP kinase, tức là AMPK là đường dẫn đấu tranh sinh tồn, hủy hoại tế bào, nó làm ngủ tất cả những cái stem cell, nó chuyển em qua một cái trạng thái làm lão hóa nhanh. Cho nên ở Mỹ là cái xứ mà uống cái đó nhiều nhất, hồi đó anh có nhà hàng và sau đó anh học những cái thống kê khủng khiếp, đói do tại sao dân Mỹ, anh nói này không phải phân biệt họ, anh nói mày thì kỳ thị dân Mỹ, nhưng mà người Mỹ nha, anh nói như thế này nghiêm túc nè, sức khỏe của họ kém hơn những quốc gia khác rất là nhiều, vì họ uống ăn uống quá nhiều đường, đặc biệt là cả cái đường này, và Coca-Cola và Pepsi Cola still making a lot of money, họ vẫn bán rất là chạy những cái thứ. Đi vô những cái cửa hàng thấy họ bưng ra một lần két 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 những cái nước ngọt không đường, đó tức là đường giả đó. Và họ uống họ cảm giác rất là an tâm. Vô trong các cửa hàng fast food là cái ly nó gọi là family fun size luôn, tức là uống một cái ly khoảng 24 ounce, có nghĩa là khoảng 700-800 ml, tức là gần lít. Một cái ly đó không mà tính ra 700-600-700 calorie gì đó, 500-700 thì bự lắm, nhìn bự chà bá luôn nè. Và họ uống cái đó rất là nhiều và họ bệnh nữa, bởi vì Mỹ phát triển y tế khủng khiếp luôn mà không theo kịp. Cho nên là cái nguy hiểm của nó là nó đẩy cái insulin lên cao, đó là cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên phản ứng cơ thể em là đẩy insulin lên cao, và cái đó mới biết được năm 2021 thôi. Mới biết được, tức là khoa học mới tìm ra được là tại sao những người uống Coca không đường, tại sao bệnh không khác gì dân uống Coca có đường. Họ ngạc nhiên, họ hiểu sao kỳ, không có calo mà. Dù họ thấy thì ra là nó vẫn đẩy insulin lên, tức là nó chỉ khác cái là không có calorie thôi, nhưng mà nó đẩy insulin mà đẩy còn ghê hơn, là tại vì dân uống không uống đường giả đó, họ cảm giác không sao, nó uống còn nhiều nữa, rốt cuộc còn bệnh hơn những người mà uống có đường, tại dân uống có đường họ còn sợ sợ, họ nói tôi uống thì tôi cũng phải bớt bớt một chút. Còn cái kia, cái lưỡi một khi đã nếm cái vị ngọt nha, là tuyến tụy đã tiết ra insulin rồi đó, và làm ảnh hưởng tới tuyến tụy, nó yếu đi, suy tụy, sau này thận hư và rất là nhiều thứ. Mặc dù họ nói tôi uống Coca không đường, tại sao tôi lại bị ta? Ở Mỹ bị cái đó nhiều lắm luôn nè. Rồi anh nói vậy để em hiểu ra hai cái đường dẫn bất lợi của cái những cái chất ngọt mà không có đường. Thà là như thế nè, em uống đường mía, đường mía tức là cái đường mà đường cát mà loại cát của mình, cái đường càng thô càng tốt thôi, thô thì nó bớt hóa chất thôi chứ nó không có lợi gì hết, càng trắng thì nó càng hóa chất. Nhưng mà em uống cái đường đó thì em được một nửa đó là đường glucose, một nửa là đường fructose, tức là một nửa glucose sẽ đỡ hơn. Thứ hai á, là cái vị ngọt nó cho em nhiều đủ để em cảm giác ngọt vậy đủ rồi, nó báo cho em biết được là vậy đủ rồi. Và nữa là cái kích hoạt đó nó đỡ hơn cho em, tại vì em nói ok mình ăn ngọt như vậy nó cũng tới lúc nó ngắn ngắn, thứ hai là mình biết là ngọt như vậy là đủ, và em có một cái ý thức ở trong cái phần ngừng hơn. Cho nên nếu mà ăn kem, nếu như cái hũ kem mà ghi là, hay là người ta làm chè đó, người ta ghi là làm bằng đường cát, thì cái đó đỡ hơn là những cái lon nước ngọt rất là nguy hiểm. Ok, cho anh trả lời vậy, hy vọng em hiểu được hai cái đường dẫn đó là tại sao những cái đường không calo đó lại nguy hiểm. Đồng hồ cát 512 Nguyễn Tâm có hỏi là anh Tuấn có thể giải thích về cơ chế của việc đi các blend giúp lành bệnh dạ dày với ạ. Nhất là bệnh trào ngược dạ dày, em cảm ơn anh. Ok, cái blend nào cũng được hết trơn, nhưng mà càng đi cái blend lớn, số lớn thì càng lành nhanh hơn. Cái dạ dày của mình á, cái vụ trào ngược á, nó đến từ cái việc thứ nhất á, là này để bác sĩ nói thêm nha, nhưng mà anh chỉ nói, nhưng mà không, anh không phải là bác sĩ nha, nhưng mà đây là cái mà anh biết, chính anh cũng đã hết và rất là nhiều bạn cũng hết. Ok, trong cái phần bao tử trong chương trình này em bị là vì những lý do như sau nè. Thứ nhất là em ăn quá thường xuyên, cái bao tử quá đầy, cái đó là cái thường xuyên nhất. Tại sao đầy? Nó lại ảnh hưởng cái bao tử, em biết là nó có thể stress ra, và cái bao tử trách nhiệm của nó nè là đảo vật lý và nghiền nát vật lý, phụ cho cái nhai chứ không phải chính nha, phụ cho cái nhai. Thứ hai là nó tiết ra cái gọi là hydrochloric acid, thì trong cái màng bao tử nó có những cái loại tế bào nó gọi là parietal cell, là những cái tế bào tên là parietal, những cái tế bào đó nó tạo ra cái hydrochloric acid. Mà nếu như giả sử nha em ăn đủ sodium thì nó mới đủ nguyên liệu để tạo ra cái đó. Rồi nữa nè, nó tạo ra cái gọi là pepsin, là những cái hormone
ngay trong bao tử nó tiết ra, nó tạo ra để tiêu hóa cái chất đạm. Rồi bây giờ vậy nha, nếu như em ăn mà vừa đủ thôi và em nhai kỹ hai thứ, em ăn vừa đủ và em nhai kỹ cũng như nhai đúng, ngày hôm nay đứa con gái của anh á nó bị đau, nó bị đau, nó nói con ăn mà sao con bị đau, nó mới 14 tuổi à, con bị đau nó 2-3 lần, anh nói nó con nhai có lẽ như con nhai hơi nhanh á, tại vì cái bao tử của đứa nhỏ thường nó chưa có hư, nó còn khỏe. Cái có lần anh ngồi anh ăn chung với nó, anh ăn cái bánh mì 6 inch tức là chưa tới gang tay, nó ăn cái 4 inch mà anh ăn chưa được 1/3 nó đã ăn xong, mà nó ăn hai miếng tức là hai cái 4 inch, một cái 4 inch trên cái bánh mì không. Anh ăn xong nó ăn xong nó nói út, anh nói chứ hồi nãy Daddy nói con, bữa trước Daddy nói là con phải nhai kỹ, cái giật mình nó nói luôn, nó nói Daddy mới ăn có 1/3 thôi, tức là mới ăn được 2 inch, con ăn có 8 inch. Cái nó nói ừ, nó nói có cái cảm giác nhai nhai chút xíu là tự nhiên phải muốn nuốt, thì anh mới nói đó là cái phản ứng con tập ra qua thời gian, mình tự nhiên mình nhai tới đó mình cảm giác muốn nuốt, nó chưa đủ đâu, nhưng mà tại mình làm như vậy quen tới ngồi tát nuốt đói ăn được. Thì anh quay lại đây cho em nè, nhiều bạn bị vậy lắm, và nếu như em nhai không kỹ chuyện gì xảy ra, thứ nhất là men tiêu hóa ở cái nước bọt không đủ ra không kịp, thay vì nhai trong giả sử như 20 giây hay 15 giây em nhai trong 3 giây. Thứ hai nè, tuyến tụy ở dưới nó không nhận đủ cái thông điệp của thời gian để nó tiết ra những cái hormone, những cái men tiêu hóa đường ruột và những cái hormone đường máu. Thứ ba nè, đây là cái chỗ đau bao tử, khi em nuốt xuống bao tử nói mày không nhai tao với này lãnh đủ, nó là cái thằng phải làm việc phụ cho cái thay thế cho cái răng. Ok thì đó là cái thứ nhất nha. Rồi nè cái nữa nè là vì nó thiếu những cái men tiêu hóa đó ở trên miệng mà khi em nhai á, cho nên dưới này á nó phải làm việc nhiều hơn để bù lại một chút về vật lý và về mặt hóa chất. Rồi đó là nếu em ăn nhiều anh tưởng tượng đi, nó nói mày đó không nhai thì chết, mày là còn bỏ nhiều xuống bê tông cốt thép không, tao làm sao, tao đây đâu có cái máy nghiền như trên răng ở trên đây đâu, tao chỉ có cái máy đảo thôi, nó đâu có nghiền nát được. Cái đó chính là cái em stress cái bao tử của em đó, tức là bắt nó làm việc quá sức, và cái đó là cái lý do anh nhận ra là nhiều nhất mà anh không nghĩ bác sĩ nào sẽ nói cho em hết đó. Ok cái đó nó bắt bao tử nè, đúng ra tao chỉ làm việc trong khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là tao thả xuống ruột, mày bắt tao làm tới 5 tiếng quá ác luôn. Và bao tử làm quá sức thì em thấy nè, hiển nhiên những cái tế bào cho nó, những cái cơ cho nó phải làm việc quá sức, và cái thời gian thức ăn trong bao tử quá lâu, và cái bao tử em bắt đầu nó bị hư. Rồi bây giờ là tại sao nó lại hư và những cái lý do gì nữa. Lý do thứ hai nè, em ăn những cái thứ không nên ăn, những cái thứ mà như là citric, tức là những cái thứ mà nó nặng về nói là cái tính axit thì nó không có đúng, nhưng mà có những cái loại thực phẩm á, nó bất lợi cho cái bao tử, nhưng nếu em ăn đúng nó pha với những cái thực phẩm khác thì nó lại là cân đối. Nhưng mà giả sử em ăn em uống nhiều nước quá đi, em uống xong em uống nước đường hay là em uống cái trái cây em đổ vô đi, thì khi em đổ vô như vậy á, đặc biệt là nước trong lúc ăn á, mà đổ vô hơi nhiều hoặc là quá nhiều, cái bao tử nó nói mẹ tao đã tiết ra axit, tao ráng tao tiết ra axit để tao tiêu hóa đó, bây giờ nó đổ nước vô trôi mẹ nó mới axit đi lỏng ra không đủ độ độ pH, tức là cái lượng cái nó không đủ xuống tới cái độ pH là 3 hay là 2 hoặc 1,5 là đủ để tiêu hóa thức ăn. Cái pyrrole nó phải làm việc mệt nhọc hơn, tức là em bắt cái nhóm người nhỏ này làm một cái lượng việc quá lớn, và cái đó làm hư bao tử. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lớn nè, em muốn thiếu nước. Khi muốn thiếu nước thì cái màng gọi là mucosa, tức là cái màng liên tục được tạo ra ở cái thành bao tử, cái màng đó là cái em cần để không lượng bao tử, chứ không phải là thức ăn ở trong bao tử làm hư. Thức ăn chỉ là khi ăn quá nhiều, không nhai và cái cách và ăn những cái thứ sai thôi, chứ thức ăn không làm hư bao tử. Rồi tiếp tục nè, nhiều người lại nghĩ là nên có thức ăn để không lủng bao tử, bà mẹ cách nghĩ kỳ cục, đổ cả nóng vô nó hư được, đổ thêm nữa. Nhưng mà nếu em muốn thiếu nước thì cái màng bao tử, tại vì nó ưu tiên nước, ưu tiên cho não hơn là bao tử, nó nói giữa giữa suy não và lủng bao tử, cơ thể nó nói là cơ thể chúng ta được tạo ra để sinh tồn, nó thôi thà lủng mẹ bao tử đi, nhưng mà cái não phải bảo vệ chứ. Chính vì vậy cho nên là cái màng đó đó, nếu nó không có nước thì nó không thể tạo ra được liên tục, và cái màng nó được tạo ra liên tục và nó là sức khỏe của cái bao tử. Rồi bây giờ tại sao bị lủng bao tử hay là bị loét bao tử, là vì chúng ta cho nó không đủ nguyên liệu, thứ hai chúng ta bắt nó làm việc quá nhiều mà lại không cung cấp đủ nguyên liệu, thứ ba là những cái hóa chất mà chúng ta dùng vào, thì ibuprofen là một cái chất nằm trong cái thuốc giảm đau đó, mà nó làm cho những cái receptor ở trên cái màng bao tử không có nhận cái lệnh
là để tạo ra thêm màng được. Tại vì cái màng đó nó tạo ra mỗi giây đồng hồ liên tục, tại trong bao tử chúng ta luôn axit, bạn ăn hay không ăn gì cũng axit. Ok, và đó là cái môi trường nó nên vậy, nó bảo vệ cái đường. Bạn biết cái miệng chúng ta là một cái đường làm tiếp tế vi trùng, có thể vào qua đường miệng, vi trùng có thể vào qua đường thở, vi trùng có thể vào qua lỗ tai. Và bạn thấy là ở những cái gọi là thất khiếu gì đó, ngũ quan gì đó, là chỗ vi trùng có thể tấn công, và ở đó nó có cái cơ chế bảo vệ. Thì cái miệng chúng ta nó đi phải đi qua cái bao tử thì nó mới vào cơ thể, và cái bao tử phải axit. Bạn hít cái không khí độc vô, giả sử nha, nó sẽ bám vào thành cổ, mặc dù phổi bạn nó sẽ giúp bạn lọc, cái amida nó sẽ giúp bạn bão, ok, và nó có cái cơ chế ở cái thành mũi để nó bảo vệ bạn cái đường. Nhưng mà một ngày khoảng gần 2 lít nước ở cổ họng sẽ nhiễu xuống bao tử của bạn, cái vi trùng nó sẽ vô. Nếu như bao tử bạn mà không axit, bạn chết chắc, vi trùng nó vào liên tục, chịu gì nói. Cho nên cái cơ chế bao tử axit là đúng, và đừng nghĩ là ô bạn bao tử em axit thì nó hư nó lũ. No, bao tử phải là axit, cái da mặt bạn còn là axit. Da mặt của bạn á, là độ pH là 5 chấm mấy, trong khi trung tính là 7, tức là rất là axit, và nó bảo vệ cái mặt của bạn. Tại vì chỗ này là chỗ vi trùng tấn công cái ngũ thất khiếu của chúng ta, 7 cái đường vào, 7 cái lỗ đó, 2 4 6 7. Bao tử nó là tới 3 2 1, tức là ở mức mà một bạn nhiễu lên tay, bạn phỏng tay á, tuy nhiên cái bao tử bạn nó biết khi có đồ ăn thì bắt đầu nó mới kích hoạt, nó mới làm nhiều, còn khi không có đồ ăn nó chỉ giữ cái mức cần thiết thôi. Cho nên nếu như bạn không ăn, bạn cho bao tử bạn được nghỉ ngơi, những cái tế bào nó ok, không có gì để làm, cái màng mucosa nó có cơ hội để nó được tái tạo sửa chữa. Còn bạn đổ đồ ăn vô liên tục, cái màng mucosa đâu có được cái cơ hội để nó tái tạo sửa chữa đâu. Cho nên quay lại nè, với một người đang ăn nhiều, với một người đã thừa cân, với một người đã lũng bao tử rồi, thì có nghĩa là cái cách bạn đang làm đã là sai rồi. Cho nên khi bạn ngưng lại, bạn cho nó cơ hội được tái tạo sửa chữa. Cho nên yes, đó là chưa nói tới cái việc rằng cái cơ chế của không ăn nó kích hoạt những cái stem cell, nó kích hoạt quá trình chữa lành của cơ thể ở từng cái tế bào, cho nên nó còn giúp cho lành nhanh hơn. Thì anh giải thích như vậy để cho em hiểu đủ được thôi, là tại sao cái bao tử chúng ta bị hư. Mà chúng ta thường nghĩ bao tử em lũng là vì không có đồ ăn trong đó, tào lô, cái đó là tao ao tao tao quyền tồ, ao ao là ao lô, nó ngược lại đó. Cho nên ăn đúng thôi, cho nên trong chương trình anh có nói nè, ăn thì ăn đúng và ăn đủ, hai chữ đó không cũng khó đó. Rồi nè, trong cái quá trình fast thì plan 1, plan 2, plan 3 là cho cơ hội nó được nghỉ ngơi, không những đúng mà lại tốt hơn đúng nữa, cho được nghỉ ngơi để nó lành. Rồi sau khi nó lành, ăn đúng lại thì nó sẽ khỏe. Và rất là nhiều bạn lành được cái lũng bao tử, hay là loét bao tử, hay viêm bao tử ở ngay trong chương trình này. Và đừng nghĩ là cái con pH nó tạo ra nha, cái con pH nó là cái con tới dọn dẹp cái lũng bao tử đó, nó là lính cứu hỏa đi dâu lau dọn đó, nó phải cái lũng bao tử làm tạo lũng bao tử đâu. Mà cái này y khoa đang sai, anh là người bị và anh là người đã lành, y khoa đang sai. Y sao nói cái con y khoa nói, có một lần anh gặp một bạn bác sĩ, bạn giúp cho anh, chính bạn nó ngạc nhiên mà không tin là anh đã lành. Okay. Anh lành mà bạn nó đưa thuốc anh không uống, anh uống chút bạn nói bỏ, nó làm nhức đầu mà đúng không, anh bỏ không uống thuốc. Bạn nói anh uống thuốc anh bị chắc luôn, anh bị nặng rồi. Rồi bạn có nói cái này là mình nói khoảng mấy năm về trước ấy. Bạn nói cái bà trưởng khoa của em là bà uống thuốc, bà chữa bà còn không lành, bà bị liên tục mấy năm nay nó cứ quay tới quay lui. À, sau này nó nói tội nghiệp bà không biết được cái cơ chế tạo ra, cho nên bà làm xong bà lại làm bà bị lại. Mà cái con pH đó nó chỉ là nó quay lại, nó dọn dẹp khi bà bị thôi. Nhưng mà khi họ test họ nói là bà này có vi trùng pH, cái con này nó cứ quay tới quay lui, nó nhiễm trùng. No, cái con đó là cái con mà khi bà bị nó quay lại nó dọn cho bà. Rồi cái cách ăn uống của bà để bà bị rồi nó quay lại nó dọn, thì bà kêu là tại nó tới làm hư tôi. No. No. Ok, thì em nói tới đó thì đủ rồi. Quay lại đây, ok. Cho nên là cái quá trình đó nó sẽ giúp cho em lành, quá trình fasting giúp em lành bao tử. Cảm ơn Tuấn, hôm nay Tuấn giải thích rất là chi Rồi, tiết trước đi nha. nước hành đi anh. Thank you. Rồi, đầu hồ cát 213 có hỏi là em đi plan 3 mà em uống nước lá ổi thì có được không ạ? Được, em đừng uống lá ngón này. Lá gì tốt uống, uống gì uống, lá lá tràng hay là lá chanh, à không biết nhà đâu có suối nha. Nhưng mà anh không biết mấy cái đó thì anh không dám xài. Nhưng mà em muốn uống gì em uống, mà cái tức là nó không ảnh hưởng tới cái quá trình phát thôi. Còn cái việc mà nó cái lá đó nó có độc cho em không thì anh không biết nha, không trả lời được, không biết hết nổi thứ đó. Bạn Thanh Ngân mà hồi nãy có hỏi về cái chuyện mà bố với ông nội bị đột quỵ á, bạn có comment là em cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ cố gắng giảm cân về cân đúng ạ.
À, chắc có lẽ thừa cân đúng Bạn đồng hồ cát 326 có comment là thầy Minh Tuệ cũng ăn một ngày một bữa đó. à, cái hiện tượng của một vị sư khất thực, cái đó bình thường các bạn, rất là nhiều sư như vậy luôn á, chứ không phải thầy Minh Tuệ không. Bạn đồng hồ cát 308 Như Lê có hỏi, cho em hỏi là từ ngày em fast thì mỗi khi em ăn lại như trước, dù cho chỉ ăn một bữa thì em lại bị khó thở là do đâu ạ? Em khó thở không phải tại vì em ăn cũng không phải tại vì em fast, mà là lúc em ăn nhiều cái carbohydrate nó, em ăn nhiều, em biết khi mình ăn nhiều á thì khi mà thức ăn vào trong cái bao tử của mình á, nó sẽ cạnh tranh với những cái phần còn lại của cơ thể, và cái việc khó thở đó là do em ăn nhiều quá, nó cấn lên những cái bộ phận khác của cơ thể, nó làm có cái cảm giác chán nản mệt mỏi. Và tất cả mọi người đều vậy chứ không phải em, và cũng không phải là fast hay không fast, mà là những người mà ăn nhiều đều bị vậy đó. Bạn thấy buổi trưa ăn xong nằm ngủ đây nè, anh nói cái này là một cái mà của anh, không có ai nói cho hết, tức là nó không có theo khoa học nghiên cứu gì, cái này là cái kinh nghiệm của anh thôi. Nếu mà em ăn xong mà em có thể xách giày ra chạy đường cây số, chạy chậm á, chạy chậm thì là em ăn đúng. Em xách giày em chạy, chạy nhẹ thôi, đi là bình thường, ăn xong đi là tốt, ok. Nhưng mà anh nói về đi, em thấy là ăn như thế nào là đúng. Nếu như em ăn mà em cảm giác khó thở hay là mệt hay là chán chường muốn nằm muốn ngồi, là em ăn đã sai về hai thứ. Thứ nhất là ăn quá nhiều, thứ hai là ăn loại thực phẩm sai. Còn nếu như em ăn đúng nha, em ăn thực phẩm chất lượng và ăn đúng, em thấy ăn xong người sung lắm luôn, năng lượng vừa vô mà nó sung hơn, chứ ra làm thấy rất là người rất là khỏe, không muốn ngưng. Còn cái người mà ăn xong kiếm cái điện thoại bấm game hay là vô đâu đó ngồi nằm đó, cái đó là ăn cái nhiều cái carbohydrate, cái insulin tiết ra đó, insulin lên cao đó, nó làm cho em có cảm giác chán chường rồi đó. Cho nên em nên coi lại phần dinh dưỡng và nên thay đổi thói quen ăn những cái loại thực phẩm và cái lượng thực phẩm vừa đủ. Chị đọc tiếp đồng hồ cát 027 có hỏi là anh Tuấn cho em hỏi, từ ngày em tham gia đồng hồ cát được 12 ngày, em ăn plan 1, đến giờ thì em nhìn đồ ăn em rất ngán, không thích ăn gì ngoài rau, không biết rau cá luộc, như vậy thì có sao không ạ? Đó, em có tốt tốt hơn nhìn gạo khoai tinh bột, có tốt hơn, tiếp tục tới một lúc nào đó cơ thể em nó sẽ nói em để chỉnh lại gần cân bằng, bây giờ em đang giảm cân, cái đó là tốt, cá rất là tốt các bạn. À, có một cái cách loại người ta gọi là cái gì pesca pesca pescatarian hay gì quên rồi, tức là dân ăn cá không ăn thịt nhưng mà có ăn cá, thì cái đó là nó gần gần giống với cái gọi là cái diet, tức là cái chế độ ăn uống của người Địa Trung Hải ấy. Và hiện tại cái chế độ ăn uống của người Địa Trung Hải là một trong những cái chế độ ăn uống thuộc là healthy, healthy nhất, một trong những cái okay. Có một số bạn là được tốt đẹp nhưng mà cũng chưa có ý thức được cái đó là tốt, lo. Sợ thấy khác là sợ thôi chứ tốt mà. Giống như giàu, giàu có tốt không anh? Tự nhiên em giàu lên em sợ, em thấy em lo, ủa là giàu cũng không chịu, nghèo cũng không chịu, nắng không mưa, mưa không chịu, ghét gió kỳ mù sương, tức là cái con người mới á, nó tốt nhưng mà con người cũ nó chưa quen thuộc cho nên nó hơi có cảm giác lo, thời gian nó thấy nó tốt mà em. Có bạn hồi đó được chồng cưng quá trình luôn, chồng cứ suốt ngày theo ôm hôn rồi cũng lo, cũng hỏi có sao Có sướng bạn đồng hồ cát 036 có hỏi là trước đó em fast plan 2 em thấy rất khỏe, em chuyển sang plan 3 đến ngày thứ ba thì em bị tụt đường nhẹ, mà bạn mở ngoặc là bị vã mồ hôi, người bị lả choáng váng, thì em quay lại plan 2. Sau đó em lại fast plan 3 thì lại bị choáng váng nữa. Anh có thể giải thích giúp trường hợp của em không ạ? À? trường hợp của em bình thường, có gì đâu phải giải thích. Thứ nhất á là tụt đường không nghĩa là xấu, nhiều người cứ nói tụt đường giống như tụt đường là xấu,
Ủa, giả sử như đường của em 140, 150, 170 giờ nó tụt xuống 80 là đẹp, 75 là đẹp, anh đang nói miligram trên 1 dl, thậm chí 60 là rất đẹp luôn. Tụ lượng là tốt, tụ huyết áp nhiều khi là tốt, với những người cao huyết áp, tụ huyết áp tốt, những người thừa cân tụ cân là tốt. Cái cảm giác mà em choáng váng chỉ khi nào em đo em mới biết. Tuy nhiên cái của em á, nó anh đoán là như thế này, tại vì phải đo thì mới nói con số mới chính xác. Đường của em thường là cao và em quen với đường cao, và đường cao không có tốt, đường cao nguy hiểm. Thì khi đường nó xuống ở mức độ tốt hơn, cơ thể em chưa có quen, cho nên nó hơi choáng váng. Mà cái choáng váng đó là tốt, nhiều khi choáng váng cũng không phải tại đường đâu, nó có thể bị lý do khác. Từ cái quá trình plan 3 là cái đó nó xảy ra lai rai, nhưng mà nó tính phút hoặc tính giây thôi. Và cái đó là một cái trạng thái cơ thể mới, nó chính là những cái growth hormone, nó chính là cái lượng đường tụt, nó chính là insulin xuống và glucagon lên, tức là những cái điều tốt bên trong đang xảy ra. Cơ thể em nó có đủ glycogen ở trong hay là nó đủ những cái fat cell, tức là những cái triglyceride nhanh giảm trong cái lớp, đủ để có thể biến cái đó thành glycerol, hay là dùng cái glycogen đó để biến nó thành glucose, tức là đường để đẩy vô máu. Em không cần phải lo cái đó. Nó không bao giờ xuống được, ngoại trừ em đã mang bị bệnh, mà bệnh cái loại mà người mà giống như cái nó không tạo ra được insulin, hay là những cái loại người bị tiểu đường mà không có insulin, hay là những người bị đường và đường thấp đó, ở những cái tình trạng bệnh đó, thì anh đoán em không phải nằm trong những cái nhóm đó. Thì cơ thể em nó vẫn có thể tự tạo ra được đường khi nó cần, đừng lo chuyện đó. Khi em thừa cân á thì tin anh đi, là cái chỗ cân thừa đó là đường đó, cái mỡ đó là đường ở trong, một phần của cái mỡ là đường, nó chính là cái gọi là glycerol ở trong cái triglyceride đó, chính là đường. Cho nên nếu mà em có bị tụt mà đúng nghĩa là tụt thật sự thấp thì gan của em á nó sẽ đẩy ra một chút, đẩy ra một chút vừa đủ thôi, và đó là cái trạng thái rất tốt. Tại gan nó chỉ cần tới đó tao đẩy ra tới đó, tao đẩy chi nhiều, và đó là quay về cái ngưỡng tốt đẹp á. Gan nó nói bây giờ nó phải ăn vô đâu, nó đâu có cần đường nhiều vậy, cho nên cơ thể nó cần giả sử 60 mg/dl, tao thả ra 60 70 thôi, nó vừa đủ được rồi. Nếu thiếu nữa tao nhả ra thêm, và gan nó làm cái việc đó tính từng giây đồng hồ, đừng có lo em, nó nhanh lắm luôn á. Và nó có một cái kho tạm thời gọi là glycogen, hay là nó chuyển hóa, bởi vì cái lá gan nó một ký mấy trên người, nó làm việc kinh khủng trong máu nó luôn. Tức là khi mà em bắt đầu em phát cái glycogen em cả ký trong người, 700-800 gram, như chúng ta học cái phần cái buổi khai giảng đó, là khi bắt đầu nó giảm xuống chút là gan nó nói ê, thằng béo mà cho tao một tí tao để đây tao đắp vô liền, đứa này nó đang giảm cân, tao đang đổ cái glycogen là cái kho dự trữ tạm thời đường á ra, thì nó mới lấy cái béo đốt đốt mỡ, nó lấy cái đó một phần thành đường, nó cất dự trữ và nó đưa ra cho em. Cho nên cái kho đường của em chính là cái cân thừa trên người em, cái kho đường nhiều lắm luôn, 20-30 kg, đó là 10 kg, 5 kg nữa, nó không thể xuống mức nguy hiểm được. Cái gan nó bảo vệ mình, con người nó tạo ra sinh tồn không dễ đâu. Nhưng mà cái cảm giác em hơi bị choáng đó, it's okay, nó chỉ là cơ thể em chưa quen với cái mức đường mới, và có thể là nó cũng chưa tới cái mức gì để phải lo luôn á, nhiều khi vẫn còn hơi cao á. Có những bạn xuống 90 kêu thấp, 90 vẫn là 90, không có thấp. 60, 70, bạn biết là cái lão hóa nó bắt đầu nhanh ở mức đường khoảng 95. Ở dưới 95 là nó chậm. Ở mức bảy mấy 80 là đẹp. Bạn biết ông Robert Lustig ông nói sao? Cái đường mà đẹp nhất từ 60 tới 80 thôi. Và lúc ăn á lên 120, 130 thôi, đừng lên hơn. Sau đó nha, xuống lại nhanh. Đó là cái người có một cái hệ tiêu hóa và một cái lượng insulin và glucagon hoàn hảo. Ở đó lão hóa chậm nhất, người xinh đẹp nhất, người khỏe mạnh nhất. Tất cả những cái bệnh rất khó xảy ra với những cái người như vậy. Thì cái đó là một đứa trẻ mới sanh ra được khoảng chừng 5-10 tuổi, mà chưa gia đình không bắt cho giấu 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 Coca Cola với Pepsi đi á, hay là nước chuốt thì mấy đứa nhỏ họ may nó còn. Bạn lên trên những cái bạn mà trẻ trẻ hăm mấy tuổi, lâu lâu họ đo đường họ cho coi, bạn thấy cái đường baseline của họ nằm ở 6-7-80 rất là nhiều, và cái đó là mức tốt. Nhưng mà nhiều người không biết, cứ nghĩ là phải trăm mấy, hai trăm mấy, trăm mấy, trăm mấy, trăm hai, trăm ba. No, cái đó là cao mẹ nó rồi, 95 là đã bắt đầu lão hóa rồi, lão hóa nhanh rồi, cái glycation process là đã nhanh rồi. Bạn biết cái glycation nó xảy ra ngay trong máu. Bạn tưởng tượng cái lượng đường trong máu, nếu giả sử này nha, 80 gram, thì bạn biết 80 gram so với 120 mg, 80 mg so với 120 mg, thì bạn thấy 120 là nó lên tới gấp rưỡi. Và cái 80 đó là nó được dùng ngay bởi cái hồng cầu lấy, nó xài những cái tế bào nó cần, nó xài ngay. Còn cái lượng thừa đó, cái lượng 40 thừa đó rất là nguy hiểm.
Tại vì nó cứ đi trong máu, nó bám vô những cái chỗ thành mạch đó, rồi nó bám vô những cái protein, đường nó gặp protein nó bám vô. Và trong máu rất là nhiều những cái protein đang di chuyển á. Gan nó phát lại, nó đưa tới tế bào á, nó bám vô. Thì tế bào không nhận được protein mà đường lại bám vô. Rồi nó làm cho tế bào thiếu nhận cái protein đó. Thứ hai là khi tế bào nhận được cái protein đó thì nó lại dính vô cái protein. Thì cái da mặt của các bạn tại sao nó lão hóa nhanh? Mình nói da mặt tại vì nhìn ra được rõ nhất. Nhưng mà da mặt nó chỉ là thể hiện của nguyên cái cơ thể thôi. Tại sao bạn thấy có những người họ nhìn trẻ hơn, có những người họ nhìn già hơn, nhanh hơn? Hiển nhiên mình gạt những yếu tố khác ra, mình chỉ nói cái việc sử dụng đường thôi. Thì cái người nào mà trong cái phần tế bào đó, một cái like, cái những cái collagen đó, tức là collagen và elastin đó, mà nhiều đường bám, thì cái người đó cái làn da càng yếu càng xấu, càng nhìn càng già, lão hóa càng nhanh. Nó gọi là glycation. Nó có cả một cái khoa học giải thích về cái hiện tượng đường bám vào và làm già và lão hóa nhanh. Cho nên cái lượng đường, nếu như các bạn có thể lúc bình thường hàng ngày 60% khoảng đó thôi, lúc đang làm việc luôn á nha, trừ khi bạn làm cái việc nặng á thì nó có thể lên trong 200, 300, 400. Nhưng mà cỡ, tức là nó lên càng cao càng bất lợi, nhưng mà tập thể dục vẫn là tốt nha, thì cái đó chủ đề khác đi. Còn nếu như mà bạn để đường mà như không làm gì mà đường nó nằm ở mức 120, 130, 140 tiểu đường rồi, buổi sáng ra mà đo mà thấy mà lên 125 là tiểu đường rồi, còn mà cỡ 100 thì là tiền tiểu đường. Hay nhất nó nên nằm ở hàng bảy mấy 80 buổi sáng thức dậy khi chưa làm gì hết. Cho nên chóng mặt này nọ nó chỉ là cái hiện tượng em chưa quen với cái lượng đường mới thôi. Tuy nhiên anh nói điều đó vẫn không ngoại trừ cái khả năng là có thể là đường em vẫn xuống dưới cái mức cần thiết, và anh không nghĩ khả năng nó cao, nó rất là thấp vì cơ thể em sẽ biết làm. Nhưng mà anh nói vậy tại vì có những bệnh, bạn có bệnh không biết được, em nên đo cái đó thì biết chắc ăn. Có bạn đồng hồ cát 177 Quỳnh Anh có hỏi là uống nhân trần thì có được không ạ? Vì em thấy nó có vị ngọt. Anh không biết nhân trần là gì để trả lời. Cái có thể chứng cho một cái hướng dẫn chung, một cái này có vị ngọt. Thường khi các bạn uống cái gì có vị ngọt là có đường, mà đường là mất autophagy. À, chất béo và đạm nó không làm mất autophagy, khó hơn. Nhưng mà đường nó làm mất autophagy, thì tùy vào cái lượng đường em uống vô mà cái autophagy bị mất tương ứng. Cho nên anh không biết nhân trần là cái gì để trả lời cho em, nhưng mà nếu như nó có vị ngọt thì em đoán là nó có đường, nó mất tương ứng em. Bạn đồng hồ cát 016 có hỏi là em bị tóc bạc sớm nên em muốn uống hà thủ ô và mè đen. Vậy khi em đi Plan 3 thì có được không ạ? Em cảm ơn anh. Em muốn uống, em uống gì đâu, em đi blend một hay mai không blend em cũng uống được, thoải mái muốn uống gì đó uống. Các bạn muốn uống gì bạn uống, nhưng mà nó mất tương ứng. Nếu các bạn có đường trong đó các bạn tự tìm hiểu. Uống nước được không? Được. Nước muối được không? Được. Nước cam thì Là nó nhiều đường thì nó mất tương ứng thôi. chắc theo chị hiểu ý bạn là bạn đi plan 3 nhưng mà bạn lại uống hai cái đó. Thì như tức là mất tương ứng tại vì mình không biết được trong chất những cái đó nó có cái gì đâu. Cho nên nếu như cái hà thủ ô đó mà nó không có đường ở trong thì khả năng nó không ảnh hưởng gì tới cái autophagy. Mè thì anh không biết trong mè nó có nhiều dầu. Dầu thì ok, nó không mất đi cái autophagy bao nhiêu. Nhưng mà trong mè không biết nó có đường hay không, khả năng là nó có một chút. Cho nên là nó tương ứng thôi em. Tức là các bạn muốn, khi các bạn bỏ cái gì đó vào miệng thì hiển nhiên nó sẽ có cái tương ứng của cái các bạn chúng ta so với cái blend bar. Còn cái việc chúng ta uống được hay không được, nào nhớ ai cấm? Bạn nói em muốn ăn cơm được không? Được. Nó mất đi cái ô tô phải chỉ tương ứng thôi. Bạn đồng hồ cát 177 hỏi tiếp à. À, ăn rau và dưa chuột em thấy cũng có nhiều cáp, vậy có nên bỏ bớt không ạ? À? Rau và dưa chuột nó cáp nhưng mà nó nằm dưới dạng gọi là fiber, chứ nó không nằm nhiều dưới dạng glucose. Cho nên nó có nhưng mà nó rất là ít glucose. Nó nhiều fiber, tính fiber nó cao lắm. Cho nên nó không có nhiều để mà bắt đầu có thể nói. Tức là em dùng chữ carb, và trong cái chữ carb đó là như thế này nè. Carb nó có nhiều loại carb. Nó có amylose pectin, nó có amylose, nó có cái gọi là carbohydrate, và nó có glucose. Kể cả fructose nó cũng là carb, hay là kể cả những cái như là
lactose, galactose, maltose, nó cũng là những cái loại carbohydrate. Thì trong cái dưa chuột á, nó không có nhiều cái glucose, tức là mình đóng hết cái dạng đường mà tạm gọi là mất cái autophagy, nó rất là ít, nó chủ yếu là nước. Ở trong cái quả dưa leo em ăn, anh đoán là khoảng 80-90% là nước, một chút cái đường, đúng rồi, chút cái glucose, cái vị ngọt thanh của nó. Đại đa số còn lại, phần còn lại của khoảng 10-20% đó, đó là cái chất xơ, nó cũng là carbohydrate. Nó nhớ chất xơ là nằm trong liệt kê carbohydrate, cho nên là nó tốt em, nó nuôi cái con vi sinh vật, cho nên nó sẽ mất tương ứng. Ok, cho các bạn đi plan 2 thì đó rất là tốt, tại vì plan 2 chúng ta vẫn ăn, và nếu như ăn dưa leo rất là tốt, cho nên em ăn ok. Và nó không nhiều carb, nó nhiều nước, và cái carb của nó lại nhiều về nặng tính chất xơ, cho nên an tâm. Và cái lợi của nó là nó có nhiều những cái khoáng chất và vitamin trong những cái thứ đó nữa, cho nên it's ok em, ăn được. Bạn đồng hồ cá 220 có hỏi là vào mỗi buổi sáng em uống 1 lít nước để kích thích đường ruột đẩy chất thải vệ sinh ra ngoài thì có tốt không ạ? À? 1 lít nước đó nếu em uống giả sử 6 giờ sáng tới tới 12 giờ trưa thì ok. Nhưng mà nếu em quất một phát trong vòng nửa tiếng tiếng thì rất không nên, tại vì nó sẽ làm máu của em loãng quá nhanh. Nước không có nghĩa là uống uống nước, không có nghĩa là đổ ào 2,5 lít vô, uống 2,5 lít cái ầm vô các bạn nha. Nó cần phải được, tại vì nước nó chỉ định nghĩa là cơ thể lấy được nước khi nó vào được tới tế bào thôi, còn uống vô bao tử chưa tính là vô cơ thể. Nếu như các bạn coi cái bao tử chúng ta nó giống như là cái đường cống vậy đó. Cái ruột của chúng ta giống như từ miệng vô rồi nó thải ra, nó giống như cái đường cống rồi đó, nó chưa vào trong cơ thể. Nếu chúng ta định nghĩa là vào trong máu, nó giống như cái đường đi ngang thôi, nó thấm vô máu thì nó mới vô tới cơ thể. Có một số khoa học gia họ định nghĩa vậy. Nếu như nó chỉ đi vào trong bao tử rồi nó đi xuống ruột non rồi đi thẳng ra ngoài, nó không có vô được, thì cái đó chưa tính là vô cơ thể. Cái ống đó, từ miệng ra tới cái đường thoát hậu môn, họ không gọi là cơ thể. Có một số định nghĩa trong cái gọi là dinh dưỡng. Ok, rồi một số người khó khăn hơn, cẩn thận hơn thì định nghĩa là như này: nó vô trong máu cũng chưa tính là vô trong cơ thể, nó phải được tính vô tới tế bào. Tại vì nước vẫn có thể vào trong máu, xong thận lại lấy dục ra, dục lại ra cái đường tiểu, cho nên nó vẫn chưa tới tế bào, nó chưa giúp cho tế bào được khỏe. Thì nếu như em uống nước mà theo cái kiểu uống nhiều như vậy mà gấp, là nó phần nhiều sẽ bị mất theo cái cách là vào trong máu, và thận phải làm việc rất là mệt để lọc 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 bỏ cái máu đó. Thì anh không biết là em muốn 1 lít đó trong bao lâu, anh chỉ trả lời để em hiểu và tự nhẩm cho bản thân. Sáng dậy đúng là rất nên uống nước, tại vì buổi tối cơ thể chúng ta nó mất nước đi. Nhưng mà uống như thế nào vừa phải thì em tự cân nhắc, đừng uống quá nhiều và quá nhanh cùng một lúc thôi. Bạn đồng hồ cát 014 Kim Liễu có hỏi là anh cho em hỏi, em đi plan 2, em ăn một cữ buổi tối, ăn vừa đủ theo calo trong thực đơn, nhưng mấy ngày liên tiếp gần đây em bị chững cân, có phải là do em ăn plan 2 vào buổi tối nên không xuống cân không ạ? À? Với lại cho em hỏi là em bị thiếu máu ở mức báo động khi em phát thì sức khỏe có ảnh hưởng không ạ? À? Do bụng và bắp tay em to, mặc đồ không đẹp nên em rất khát khao muốn được giảm cân. Okay. Thứ nhất á, là anh có thể nói như thế này nè: nếu như em nói là em ăn một cữ mà đúng như trong thực đơn thì em không thể nào bị kẹt lâu. Em có thể bị kẹt trong vài ngày thôi, và lúc đó là cơ thể em nó đang ở trong cái chế độ giữ nước. Có nghĩa là như thế này nè: em vẫn đang giảm mỡ, đó là cái khẳng định đầu tiên. Tại vì trong đó cái menu plan 2 là khoảng 500 calorie, và em đốt bèo lắm một ngày cũng phải 1.200, 1.300. Có rất là nhiều bạn khi mà giảm, khi bắt đầu vào plan á, thì lại là lười vận động. Lười vận động là vì một phần là cái cơ chế của cơ thể nó nói mày giảm vận động đi, qua cái gọi là cái adrenaline, và một ít nó tăng lên về cái cortisol, nó làm cho các bạn uể oải và lười. Nhưng mà một số bạn thì lại là đẹp ra, dopamine nó tăng lên, và lúc đó cái cơ chế ngược nó lại được kích hoạt, là người sung mãn lên, tăng động lên, cho nên giảm ngày cả kilo. Và giảm đó như các bạn 12 ngày giảm 11 ký mấy, và trong chương trình chúng ta hồi nãy có nói. Thì anh nói cái đó để em thấy một yếu tố rất quan trọng nữa là cái độ tăng động, đó là một. Nhưng mà cái đó không trả lời cái câu hỏi mà em vừa hỏi. Thì nó như thế này nè: nếu như em ăn đúng như vậy mà em bị chững, lý do là vì khi mà em tụt cân lúc ban đầu em tụt rất là nhanh đó, đa số các bạn tụt khá nhanh,
Một phần là vì chất thải trong ruột nó thải ra nhanh, đầu vào ít đi mà đầu thải ra như cũ, thì có nghĩa tại vì bạn ăn ít hơn, thậm chí có người không ăn nữa cho nên nó ra, thì cái đó nó làm mình tụt cân. Nhưng mà tụt cân không phải tụt mỡ mà là tụt tụt những cái chất thải trong bụng ra thôi. Nhưng mà mỡ có tụt nhưng mà nó không nhiều vậy. Cái thứ hai nè, cơ thể của bạn nó tụt và nó tụt luôn cả nước, nó tụt hơi nhanh, tức là nó tụt luôn cả cái phần nước và đúng ra không nên tụt. Và cái phần nước này nó có thể tụt tới cả kilo, nên nhớ cơ thể cho chúng ta khoảng 65% là nước. Nếu như mà bạn nặng giả sử như 50 kg đi thì nó khoảng 34, 33 kg gì đó, nó là nước thôi. Thì khi bạn tụt cân á, vô tình cái cơ chế trong cơ thể cái nó kích hoạt và nó cần bỏ cái nước đó chung với cái quá trình autophagy. Tức là bạn mất nước hơi nhiều. Rồi, sau khi em mất nước hơi nhiều thì cái quá trình mà em sau khoảng 1 tuần hay 10 ngày gì đó, em vào cái lúc em uống nước để bù thì cơ thể nó nói là sẽ mày phải mày sẽ phải cần uống bù. Thì tới một cái lúc nào đó em bù 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 thì cơ thể nó lại tích lại cái nước đó. Và bây giờ nè, cái đoạn nó tích cái nước đó lại nó có thể tới cả kilo á. Đúng không? Cái cơ thể chúng ta tới ba mấy kilo là nước lận mà. Cho nên là cái lệch dung sai lên xuống có thể cả kilo á. Kilo là bình thường. Thì em thấy nè, như anh Tuấn Lê nói là em đi plan 2 mà đúng cái menu này thì theo lý thuyết em một ngày sẽ đốt khoảng 200 gram mỡ, có thể được 300 gram mỡ tùy cái độ tăng động. Nhưng mà trong 3 4 ngày, 2 3 4 ngày đó em lại gain lại cái phần nước mà hồi xưa em bỏ hơi nhiều đó. Và bây giờ lại lấy lại 1 ký thì em thấy là wow, 1 ký nước bây giờ nó bù lại cho ngày xưa bị mất nước. Mà mình giảm cân có vẻ là nhanh nhưng thực ra là mất nước phần đó. Tức là em giảm từ nào, giả sử em giảm được 6 kg đi thì thực ra là giảm 5 kg thôi hay là 4 kg thôi. 2 kg đó thì 1 kg nước. 1 kg nước trong tế bào á, mà đúng ra không có mất, không cần mất thì bị mất đi. Thứ hai là 1 kg kia là chất thải trong người thải ra, cho nên thực giảm 4 kg. Thì bây giờ cơ thể nó lại lấy ê, tao lấy lại ký nước đó. Hay là 800 gram nước đó chẳng hạn. Thì em nói là em đi plan 2 đúng ra 3 ngày nay mỗi ngày em phải giảm khoảng 200 300 gram, em phải giảm được 800 gram cho 3 ngày chứ. Tại sao bây giờ em thấy không có giảm? Thì câu trả lời là em vẫn đang giảm mỡ nhưng em gain nước, em giữ nước lại. Chính vì vậy cho nên em đứng lên cái cân em thấy là sau 3 ngày nay nó không nhúc nhích gì hết. Thật ra là mỡ vẫn đang đốt nhưng tổng cân thì đứng nguyên vì lý do đó. Nếu như em nhìn vào bài toán calorie em sẽ thấy rằng nó đúng. Tại vì một ngày mình đốt 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 rưỡi mà 500 calorie nó phải đốt cho mình 700-800 calorie chứ. 700-800 calorie đó dịch ra về mỡ á, nó khoảng 150-200 gram mỡ. Tại sao 700-800 gram calorie mà đúng ra anh nói theo anh tính nó phải ra cỡ chừng độ 100 gram thôi chứ. Tại sao ăn gian vậy? Tại 1 gram mỡ nó ra 8-9 calorie. Đó, mình nói cho các bạn biết là cái quá trình đốt đó, nó chuyển thành ketone đó. Nó sẽ waste cái energy, nó gọi là một cái clever adapt. Tức là cơ thể chúng ta trong cái quá trình giảm cân mà theo cái mình đang hướng dẫn các bạn cái insulin xuống thấp đó. Thì cái này của tiến sĩ Ben Wigman cũng tìm ra. Thì khi mà bạn giảm cân như vậy á, cơ thể bạn nó sẽ bỏ nhiều hơn cái mỡ thừa, cái tế bào mỡ đó nha. Nó sẽ bỏ nhiều hơn một chút. Nó biết là bạn đang muốn giảm cân. Đặc biệt nếu bạn có cái cảm xúc nâng cao, tức là mình đẹp, mình sinh ra, nó sẽ bỏ nhiều đó. Lý do tại sao cái hơi thở của bạn nó có cái mùi acetone. Và đó là lý do tại sao trong nước tiểu của bạn có ketone. Ketone chính là năng lượng từ mỡ đốt ra. Từ cái fatty acid nó biến thành ketone. Mà ủa tại sao ketone nó không dùng mà lại bỏ? Đó chính là cái quá trình thông minh, phù hợp và thích nghi của tiến hóa của cái cơ thể chúng ta. Anh nói vậy thôi để các bạn hiểu tại sao hồi nãy anh nói một ngày đốt thêm 1.000 calorie mà 1.500 calorie mà tại sao nếu mà dịch ra về gram mỡ thì đúng ra 100-150 gram thôi chứ anh. Tại sao ra tới 200-300? Là vì nó sẽ bỏ thừa đi. Thứ hai nữa là quá trình chuyển hóa năng lượng đốt mỡ thành ketone cũng tốn năng lượng. Nó tốn khoảng chừng 7, 6, 7, 8% để chuyển hóa cái năng lượng đó. Thì mình nói vậy để các bạn hiểu. Và anh khẳng định với em là nếu em làm đúng như trong chương trình, em vẫn đang giảm mỡ một ngày khoảng 200 gram, có thể 200 rưỡi, có thể 180, tùy vào cái độ tăng động của em, tùy vào cái mức độ vận động. Và hiển nhiên cũng tùy vào cái lượng em nói 500 calorie, tại nhiều bạn ăn ngàn lại nói 500. Tức là các bạn nhẩm không ra được á. Các bạn không biết ăn cái gì, ăn như thế nào để ăn đúng. Anh khuyến khích em nha, nhai kỹ tí xíu, tại vì cái đó là cái lỗi thông thường nhiều bạn bị vấp. Nhai chậm lại một tí,
nhai kỹ lại một tí, nó tốt cho nhiều thứ lắm. Và em sẽ thấy rằng em ăn đúng 500 calorie nó sẽ cảm giác khác đi. Rồi, cho nên anh khẳng định với em là nếu như em làm đúng như chương trình hướng dẫn, em vẫn đang giảm một ngày khoảng 100 mấy, 200 gram mỡ đó. Nhưng mà cân em có thể chững cách nhiều lắm 4 5 ngày. Anh khó nghĩ nó khó có tình huống mà hơn. Nhưng mà sau đó em sẽ thấy nó tụt à bằng tiếp. Nó tụt 2 300 gram, 150 gram, 200 gram, 300 gram ngày. Cho nên em đi plan 2, tại sao mà tổng một cái chương trình đó mà đi plan 2 nghiêm túc đó, thì các bạn nó giảm khoảng 5 kg tới 10 kg. Là vì cái nó sẽ có những lúc nó chận chận như vậy, nhưng mà trong khoảng 25 24 ngày em sẽ giảm khoảng 5 tới 10 kg tùy vào cái độ tăng động và cái chính xác của plan 2 của em. Bạn có một cái thêm một câu hỏi cũng bạn này luôn á, là em bạn bị thiếu máu thì bạn fast thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Ok. Mình chưa xác nhận được cái loại bệnh thiếu máu, cái đó bác sĩ sẽ giúp. Nhưng mà nếu giả sử thiếu máu, mà từ thiếu máu thực ra là cái hồng cầu á, nó được tạo ra ở trong cái tủy xương. Mà tủy xương là cái nơi, tại vì hồng cầu nó là cái một một trong số ít loại tế bào trong cơ thể mà nó không tự sinh sản được. Gần như tất cả các loại tế bào trong cơ thể nó đều tự sinh sản từ tế bào não, ok. Hồng cầu nó cũng vậy, nó không tự sao chép nó được, mà nó được tạo ra từ trong tủy xương. Thì em bị thiếu máu thì anh đoán, anh không chắc nha, như anh nói phải khám, nhưng mà cái khả năng cao là cái hồng cầu nó không được tạo ra ở trong tủy xương, cho nên nó dẫn tới thiếu máu. Và nếu như tủy xương của em mà thiếu những chất khoáng, tại vì tủy xương của em tức là trong cái phần bone marrow, trong tủy xương tức là trong cái xương chúng ta, nó có những cái tế bào nó tạo ra hồng cầu, nó có chức năng tạo hồng cầu, nó cần cái nguyên liệu để tạo ra cái hồng cầu đó. Thì hồng cầu là một cái loại protein, nhưng mà trong cái quá trình tạo ra cái protein đó là hồng cầu đó, gọi là red cell hay là cái hemoglobin nó trên cái hồng cầu, thì nó cần cái nguyên liệu thô, mà nguyên liệu thô là chất khoáng. Và thường á chúng ta ăn á thì có thể là thiếu khoáng, nhưng mà cũng có thể là do nhiều lý do khác. Anh tiêu hóa là một, thứ hai tức là cái hệ tiêu hóa nó không lấy được vào là một, thứ hai là do thở sai cách, thở quá nhanh bị stress, tức là cái quá trình cảm xúc nó ảnh hưởng tới cái máu đó. Là vì khi em bị stress nha, khi em bị stress em có thiên hướng thở nhanh, và cái này xảy ra số đông con người nha. Có những bạn thở một một phút 20 chu kỳ, và những người đó là huyết áp tè le hoặc me các kiểu rồi đó, là bệnh tùm lum rồi. Thì khi thở nhanh thì chúng ta sẽ có thiên hướng, có thể nói gần như chắc chắn là sẽ làm cái tỷ lệ oxy và CO2 theo hướng là nhiều oxy và ít CO2 hơn trong máu, có nghĩa là thở ra bằng miệng và thở ra nhanh, thở ra mạnh hơn. Thì khi thở nhanh chúng ta có thiên hướng đó, mà khi oxy CO2 mà nó đổi tỷ lệ nha, mà theo hướng oxy nhiều hơn thì máu sẽ tăng tính kiềm. Có nghĩa là nó sẽ từ 7.40 đi. Ok, nó sẽ tăng lên 7.45, 7.5, mà máu chúng ta thì rất là ổn định, nó không cho đi quá cái 7.45. Khi em tới 7.43, 44 là bắt đầu nó nói phải bảo vệ tối đa. Tại vì máu em mà lên tới khoảng 7.5, 7.5 mấy là em chết. Cấp cứu không kịp luôn á. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng của cơ thể. Thì lúc đó máu nó mới nói với thằng thận: thận ơi, mày lọc giùm tao bớt mấy cái làm sao để hạ cái tính kiềm xuống 7.4 người ta. Thận nó nói một cái cách duy nhất mà thận có thể làm là lấy khoáng, khoáng mà mình ăn vô á, hay là ở trong tủy xương. Nếu như trong trong máu không có nhiều khoáng, thận nó tao sẽ tan cái khoáng, tức là cơ thể sẽ lấy cái khoáng trong tủy xương quăng vô đây, và tao lấy cái khoáng đó tao biến thành những cái phản, tao dùng cái phản ứng hóa học để lấy bớt oxy ra, nó gọi là bicarbonic, tức là nó ra cái NaCO3 hay là KCO3, tức là cái phản ứng hóa học để lấy cái đó ra, và nó bỏ qua đường tiểu để cân bằng lại cái độ pH. Tại vì khi nó lấy nó làm cái phản ứng hóa học, nó lấy bỏ cái oxy ra, thì lúc đó cái tỷ lệ cái độ pH trong máu nó về là khoảng 7.4, tức là cái độ cần thiết. Thì lúc đó em mất khoáng. Thậm chí có người, những người già uống canxi tùm lum tà la, uống đủ thứ sữa các kiểu nhưng vẫn loãng xương. Loãng xương đó không phải tại thiếu canxi. Khi nghĩ tới loãng xương ai cũng nghĩ canxi. No. Sữa cũng không phải là cái nơi tốt để làm cách. Nhưng mà họ bị cái đó và dẫn tới việc loãng xương, thiếu khoáng, rồi hồng cầu có thể từ đó mà thiếu. Tại vì ở trong tủy xương nó tạo cái thân tao đây còn loãng, thì tao rét tao làm cho mày được nhiều, nhưng mà tao cũng vẫn phải giữ một cái mức độ cân đối để loãng mà không có gãy chứ. Cho nên là xương thì loãng, hồng cầu có thể thiếu. Thì
cái cách chỉnh nó có, em thấy nó có nhiều nguồn để chỉnh lắm. Thứ nhất là ăn uống phải đủ, phải ăn phải đúng cách, bởi anh nói các bạn ăn sai cách nhiều lắm. Thứ hai á, là cái cuộc sống tình cảm nên tốt, bởi stress làm hư cơ thể chúng ta. Vì stress em sẽ thở nhanh mà em không biết, tối thì lại thở chậm, ngày thì lại thở nhanh. Ok, đó lý do tại sao người ta có những cái chương trình tập thở, có những cái vị yogi rồi những cái người chuyên về thở, và ở đó sức khỏe nó tốt hơn rất là nhiều. Bởi cho nên là thiền, thở là hai yếu tố cực kỳ quan trọng sống tình cảm. Ba cái đó nó nằm trong một trong cái năm cái nhánh trường thọ. Thở và thiền, mà em thấy không, nó ảnh hưởng trực tiếp tới máu của em. Cái bài tập của Wim Hof á, thở ngay lập tức nó đổi cái máu, đổi tác động ngay vô tế bào ngay bài tập đó luôn. Cho nên nó rất là quan trọng. Ánh sáng nè, dinh dưỡng nè, giấc ngủ, vận động và tình cảm, tức là thiền, thở và hôn nhân, vợ chồng, công ăn việc làm đó, nó vô cái cảm xúc. Và cái cảm xúc đó ghê lắm, tại nó tác động bạn gần như 24/24 kể cả lúc bạn ngủ luôn, stress lúc ngủ luôn, tao nữ ghê lắm. Cho nên nó có nhiều cái nguồn để tạo ra cái chuyện của em lắm. Cho nên bây giờ plan 3 tốt không? Bây giờ nè, plan 3 nó có tốt ở chỗ này nè, nó kích hoạt stem cell. Thì stem cell nó sẽ giúp em, stem cell nằm nhiều ở trong tủy xương, cho nên nó sẽ giúp em, một phần là vì nó giúp cho cái tủy xương, thứ hai là chỗ nó mobilize, tức là nó là khu lưu trữ. Hiển nhiên stem cell nằm trong tất cả các tế bào, nó nằm nó chờ đó, nhưng mà chỗ đó là chỗ nó quăng ra máu á, rồi máu nó mới lượm, nó nói, ok mang stem cell lại da này sửa cho da đẹp cho tao tí xíu, khi trong cái quá trình auto mà gì, mang lại cái tế bào gan sửa cái gan lại cho nó tí xíu, ok mang lại thay cái trong cái tế bào tim cho nó chút, thay lại vô tế bào này tế bào kia. Thì cái stem cell á là nó nằm ở trong cái tủy xương nhiều, và nếu như em fast thì dép nó sẽ thuận lợi cho em ở trong cái quá trình tạo ra thêm cho em thêm hồng cầu. Nhưng mà anh nói lại nha, đó là một trong những cái anh biết em vẫn có thể bị một cái bệnh gì đó về hồng cầu, mà cái đó chỉ có bác sĩ, những cái test họ mới có thể trả lời được thôi. Bạn đồng hồ cát 612 Nguyễn Tâm có comment là khi học khoa học thiền trước thì có nhiều kiến thức nền tảng, đến khi vào học đồng hồ cát thì rất dễ hiểu và phát bình tĩnh hơn các bạn ạ. Đúng, chính xác. Những cái kiến thức này các bạn thấy nó như một cái mạng nó nối với nhau. Nhiều người nghĩ ok sức khỏe hữu hình và sức khỏe tâm hồn là lệch, nó chặt hơn các bạn nghĩ nhiều lắm. Khi bạn stress là ở đây chất cái hóa chất hữu hình nó đã ra khác, nó báo với tế bào và tế bào nó có sức khỏe khác ngay trong cái cảm giác vô hình mà bạn có. Nó lệch nó nhiều. Bởi cho nên là khi mà mình hiểu những cái này, có lý do tại sao mình rất là đam mê mình tìm hiểu, mình học rất là nhiều, học rất là nhanh, vẫn đam mê học học à mà mỗi ngày các bạn. Mình học nhiều hơn các bạn nghĩ, có những ngày mình bỏ ra tới 3-4 tiếng đồng hồ, mà 3-4 tiếng đồng hồ mà mình học á, so với nhiều bạn. Và mình nói một cách để giải thích thôi, không có tính khoe khoang, mình thực sự không có khoe khoang, nhưng mà mình học á, nó nhanh hơn là vì mình đã có cái nền tảng nó nhiều về cái này, và mình học với một cái sự đam mê mạnh á. Cho nên mình nghe đâu mình nhớ đó, mình ráp được vô và mình dùng được liền luôn. Chính như vậy cho nên một số bạn, kể cả trong các chương trình apprentice, thậm chí những cái trợ lý cực kỳ thân cận, nói sao anh học nhanh quá vậy, mới quay qua quay lại mà anh nó nắm nó rất là chi tiết. Nói là vì mình vẫn học nhiều và mình học rất là hiệu quả và rất là nhanh mỗi ngày, và mình vẫn may mắn và mình vẫn cầu xin với đấng tạo hóa là cho mình tiếp cái năng lực đó, cái sức khỏe đó, với cái sự minh mẫn đó, với cái sự trong suốt đó, để mình có thể lấy những cái đó để cho bản thân mình trước, và rồi chia sẻ lại cho những người mà họ cũng thấy những kiến thức đó là quan trọng. Thì các bạn là những người đó ở hiện tại. Cho nên mình rất là biết ơn là ở hiện tại sức khỏe vẫn đang tốt, cái năng lực đó vẫn còn, trí não vẫn minh mẫn, sự sáng suốt vẫn còn, để có thể làm được cái điều đó cho mình và những người khác. Cho nên mình vẫn đang học các bạn, và mình học phải nói một cách đam mê, và mình đã chia sẻ lại cho các bạn những cái đó. Thì cái lớp khoa học thiền á, có thể nói như thế này là nó và tất cả những chương trình của mình, từ hẹn hò, hôn nhân, phiên bản, nữ tính, nhan sắc, tình dục, ok, chữa lành, nằm trong các kem chân dung, kem chữa lành nằm trong các lớp 31 ngày, đường trái tim chàng, hôn nhân hạnh phúc và true love, đồng hồ cát, khoa học thiền, tất cả những cái đó nó nối với nhau chặt chẽ hơn bạn nghĩ nhiều lắm. Cho nên bạn này nói rất là đúng, học cái lớp học thiền vô thấy cái này nó dễ hơn, nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Chúc mừng em.
Nói nhiều khi mấy bạn tưởng đâu là, hoặc là mấy bạn tưởng nói đùa, hoặc là mấy bạn nghĩ là cố tình bán lớp. Nhưng mà nếu nói là học thì nên học tất cả các lớp. Đúng. Thật sự mình là mình không có được hưởng đồng xu các bạn nào hết ha các bạn, nhưng mà mình chia sẻ là mình học tất cả các lớp, và có nhiều lớp mình học một hai lần. Phương học Đó, Phương cũng lùa phải đóng gà tiền nha các nữa. bạn. Đã nói không có lùa gà là mà có lùa gà hoài. Ủa chị học chị cũng đóng tiền như tất cả mọi người mà, nhưng mà học là cứ học tới học lui mấy lần, chắc nhiều bạn không tin ha. Các bạn không tin là chị Phương đóng tiền học còn nhiều hơn các bạn nữa. Để mình xì ra, nhớ chính xác là chị Phương đóng mình dư 175 triệu để học đó các bạn. Mình nói nghiêm túc. Đi kem của Tuấn từ hồi Tuấn mới mở kem tới giờ có nhiêu kem đi hết. Cảm xúc luôn, ông xã chị là ảnh cũng đi với chị cái tìm lại cảm xúc luôn đúng không? Cái kem Đúng, chắc là trong một trong những số ít ông xã đi mà là không có bị chụp nha, lừa đi. Xung phong đi. là xung phong đi. Ảnh là một người thế, người hướng thiện, người muốn sống tốt. Rất rất là tốt. Bạn đồng hồ cát 220 hỏi là em ăn cánh gà chiên 150 gram trong blend 1 thì tốt không ạ? À? Hay là em nên ăn cánh gà luộc? Gà luộc sẽ tốt hơn gà chiên rất nhiều em. Rất nhiều chứ không phải nhiều, rất nhiều. Trong cái dầu mà nó hút vô cái con gà đó là dầu rất độc luôn á, đa số trans fat không. Rất nhiều luôn. Mình đang nói chuyện là xe đạp với máy bay em nha. Tức là nói về sức khỏe xe đạp với máy bay. Cánh gà chiên á, trong đó là cái dầu chiên đó là dầu chắc chắn, họ không không phải là cái dầu như cửa hàng bán độc, mà cái loại dầu đó sau khi chiên lên nóng là nó thành độc. Thứ hai á là cái dầu đó với nhiệt cộng với cái breaded, tức là cái phần bột tẩm, là nó chính là cái tốc độ glycation nhanh nhất trong cơ thể chúng ta, là cái quá trình lão hóa nhanh. Cho nên gà chiên với gà luộc một trời một vực em. Em có thể nướng gà, em có thể luộc gà, em có thể hấp gà, em có thể kho gà, kho gừng á, nó tốt hơn gà chiên rất nhiều. Bởi vì anh không có ăn gà chiên luôn, mặc dù anh nói anh rất thích ăn cái vỏ bên ngoài, cái da nó giòn, nhưng mà lâu lắm rồi anh không ăn cái loại luôn. Con anh nó ăn thừa, nhiều khi nhìn thấy cũng thích nhưng mà bỏ. Còn con của anh á, là anh hạn chế nó tối đa luôn, mặc dù anh vẫn dạy nó. Tuy nhiên con nít nó tới cái tuổi nào đó, nó sẽ cái ý thức nó sẽ hiểu hơn, tụi nó thay đổi. Thằng Y Thần hơn một năm nay tuyệt đối không uống nước ngọt luôn, mà cực kỳ khó, cái đó là một điểm cực kỳ khó để dạy. Nhưng mà đừng ép con nít, ép quá không có tốt, ý thức nó sẽ từ từ nó điều chỉnh, nó có chất. Khoai Thế lang còn thường á, cái khoai lang chiên á các bạn, mình không muốn các bạn bán khoai lang chiên tổn thương, hay là nói Tuấn Lê cái nghề tôi kiếm sống. Các bạn ơi, cái khoai lang chiên á, cái dầu rất là kém chất lượng, cái dầu đó là dầu mình không xài, mình nói thật các bạn nha, cái chai dầu đó mà mình có nha, mình ra mình đổ ngoài đường mình diệt cỏ, mình nói nghiêm túc á, và các bạn sẽ nói ông này ông xài sang ông bày đặt. Các bạn ơi, khi các bạn biết ở trong đó nó có cái gì á, bạn không muốn xài. Mà những cái bạn mà bán khoai lang chiên, họ chiên tới chiên lui, tao nói trong một ngày mà từ 8 giờ sáng chiên cho tới 3 chiều chiên là cái dầu đó đã khác rất nhiều chứ không phải nhiều. Huống hồ ngay từ đầu cái dầu đó đã là cái dầu độc, cái dầu đó mà gặp nhiệt là xong rồi nè. Tẩm cái bột, bột đó là cái loại carbohydrate mà đi với dầu nhiệt là nó biến cái glycation ăn vô là tan xác, tức là người nó già rất nhanh. Bạn ăn cái đó mỗi ngày đi, bạn ăn thời gian bạn thấy người già chát, thấy cái cơ thể mình yếu lắm. Rồi cái bọc bên trong lại là cái khoai lang nữa, thì khoai lang không phải là cái thứ tệ, nhưng mà bây giờ đã là tinh bột bọc ở ngoài là bột mình để chiên với dầu, mà lại dầu kém ở trong là bột, nhìn vô không có cái gì có chất gì đâu hết trơn. Nguyên cái miếng khoai lang chiên nhìn vô không có chất ở trong, có một chút xíu cái gọi là khoáng chất còn sót lại trong cái phần khoai lang. Vitamin tiêu hết rồi các bạn, tại vì khi mà vô dầu như vậy là những cái vitamin gốc nước là coi như biến hình hết. Cho nên ăn cái khoai lang chiên sướng thiệt, nhưng mà lâu lắm rồi, chắc có lẽ cũng mười mấy năm không đụng tới khoai lang chiên. Nó có nhiều món ăn khác ngon và bổ các bạn. Các bạn đi ăn lẩu đi, bạn đi ăn lẩu đi, lẩu thịt lẩu gì cũng được, Hadi Lao, Hitachi cái gì đó. Mình dạo này về gỡ gần sân bay nghe nó có một cái nhóm lẩu nào đó, gần sân bay có một cái chỗ lẩu nào đó Nhật hay gì cũng lợi hại lắm ngon. Các bạn ăn lẩu bạn thấy là tàu của tốt nè,
tí bắp bỏ vô cũng được nè, nước xương nè, bạn thấy nấm nè, bạn thấy những cái như là cá viên không chiên ăn cũng ngon nè, tôm mà người ta nghiền ra người ta đập đập dập á, rồi bạn lấy bạn sắt bạn bỏ vô lẩu bạn ăn, rau nè, rồi những cái thứ khác bạn thấy thịt thịt bò bạn nhúng cũng được, thịt heo cũng được, bạn thấy những thứ đó là những thứ mà ăn nó lợi cho cơ thể, không nên ăn những cái thứ mà nó hại cơ thể. Bởi cho nên về Việt Nam tại sao bạn thấy mình hay chụp hình ăn lẩu chung với các apprentice hay là các coach hay những bạn chương trình, là vì nó là cái lợi nên ăn. Bạn đồng hồ cát 220 có nói là cảm ơn anh Tuấn đã mang lại ánh sáng tri thức mới cho mọi người sống vui khỏe. À bạn 014 Kim Liễu, bạn thiếu máu hồi nãy có bổ sung thêm thông tin là em khám thiếu máu là do thiếu sắt ạ, và Khoáng đấy nhờ. bác sĩ cho uống cho sắt uống như vậy thì có ảnh hưởng đến fast không ạ? À, vì từ khi fast thì em ngưng uống sắt là do sắt rất ngọt. Anh nói này bác sĩ chắc không thích. Em có thể uống nhưng mà cái sắt nó dùng không được bao nhiêu ấy. Sắt đó nó là cái gọi là iron, nó nằm trong thực vật thì cái tính bio nó giống như thế này nè, ở trong thực vật nếu em trong cái rau muống em ăn đi, giả sử như em ăn một cái lượng rau muống nó có 100 mg sắt thì cơ thể em nó có thể lấy được khoảng 10, 20, 30, tùy vào cái độ lành đường ruột, tùy vào cái cơ thể của em một phần, nhưng mà nó lấy được khoảng 20, 30, tức là khoảng 2, 30%. Ý anh nói là ăn hết vô bụng rồi đó, nó lấy được nhiêu đó thôi, cái đó gọi là bioavailability, tức là độ tính sinh học. Okay. Cái viên mà em uống chất sắt anh không dám nói chính xác tại anh không biết cái con số đó, anh nghĩ không biết lấy được tới 1%, mà thường bởi vì cho nên là cái liều mà họ cho đưa theo cái kiểu khoáng đó cho rất nhiều tại vì hy vọng nó lấy ra. Nhưng mà em tưởng tượng là cái chất vôi là canxi, cái chất sắt em ăn ở trong cái cây bạc hà, ở trong cái cây rau muống, ở trong cái cây rau lang đó, nó khác với cái em ra lấy đá vôi em cạo ra em ăn, khác cái em lấy sắt em mài em ăn. Cơ thể nó không có lấy được tại vì cái tính sinh học nó, cái bioavailability đó nó không có cao, em ấy vô ruột đi thẳng ra ngoài. Anh khuyến khích em nè, như hồi nãy anh nói, em nói bác sĩ nói thiếu sắt thì hồi nãy như anh nói thiếu khoáng, sắt ở trong thức ăn nó không phải là chất sắt theo cái kiểu cạo sắt ra, mà nó là một cái, tại sao người ta gọi là khoáng người ta không gọi là kim loại, là vì nó là một cái chemical compound, tức là một cái hợp chất chứ không phải là sắt theo kiểu Fe, mà đó là một cái dạng hợp chất, cho nên cái tính sinh học mới có. Và cái sự khác biệt nè là cái sắt mà em ăn nó mang tính ion điện giải, nó là một cái thành phần, nó là một cái compound, là một cái hợp chất, tức là nó không phải chỉ sắt không, nó là một cái hợp chất và nó có tính ion điện giải, có nghĩa là tính điện âm và tính điện dương tùy vào cái loại khoáng đó, chính vì cái âm dương đó đó nó mới thẩm thấu được, bởi vì người ta gọi là electrolyte là vậy đó, người ta gọi là nước ion điện giải. Anh dịch không lầm, cái tính electrolyte đó nó mới có cái, nó mới là vào được tế bào, còn nếu như mà sắt theo kiểu trung tính nó uống sắt vô ấy, ok, cái khoa học đó anh chưa có đi sâu được tới cái mức để có thể trả lời cho em chính xác, nhưng mà đừng dựa vào cái supplement đó về khoáng mà đủ. Em hãy nè, anh khuyến khích em nha, đọc thêm về sắt, và nên đọc bằng tiếng Anh á, tại tiếng Việt anh nói cho em biết không có tài liệu gì hết, cho em đọc trúng mấy cái tài liệu mà người ta dịch tầm bậy hồi xưa á, tài liệu cách từ thập niên 90 á, có nhiều người giờ vẫn đọc mấy cái đó rồi cái dịch ra rồi viết ở trên mạng á, mấy pro science mà dơ dạng nguy hiểm lắm, nên học tiếng Anh, tại vì tiếng Anh em sẽ cập nhật được nhất, tại vì cái nguồn toàn ở nước ngoài không à, các chuyên gia, những cái người hiện tại lớn nhiều nhất ở Mỹ và châu Âu, những cái người ta có nghiên cứu nhiều ở Nhật cũng vậy nữa, nhưng mà ở Mỹ là cái nơi mà tao không cần biết trên thế giới chỗ nào tao dịch hết, ở Nhật, ở Mỹ nó có hết. Thì em nên học được tiếng Anh và nên đọc qua đó. Em bắt đầu biết cái loại thực phẩm nào, anh giả sử nha, cây trùm ngây, rau lang, rau muống và những thứ có rất nhiều chất sắt mà em có thể lấy. Lấy trùm ngây về nấu canh ăn đi. Trùm ngây tốt lắm á. Trùm ngây là một trong những cái loại thực thực vật có nhiều polyphenol và những cái hóa, có những cái organic compound rất là tốt. Thì thay vì em uống rồi bác sĩ nói cứ nghe lời bác sĩ đi, không vào không giúp thì cũng chẳng ngại. Nhưng mà em lấy cái đó thêm để lấy được thực chất sắt, thì đúng như hồi nãy em anh nghe anh trả lời, anh nói là kỳ cái hơi thở của em đó,
mà ở đó nó dẫn tới việc em bị thiếu sắt. Thiếu sắt không phải do ăn thiếu sắt đâu, do cái hơi, có khả năng là do hơi thở của em. Tập thở đi và ăn thêm những cái chất mà nó đủ sắt và những cái khoáng khác đi em. Rồi đây có một bạn được tốt đẹp mà vẫn hỏi nè. Tại sao khi fasting thì kinh nguyệt ra đều và ít bị đau bụng? À, vì sướng, vì tốt. Hỏi câu biết được tại sao, vì sao mà em đi học em thi đậu? Vì sướng. Trời, nắng không ưa mưa không chịu, ghét gió kỵ mù sương hả em? Trời ơi, người ta tốt mà cũng không chịu. Ok, cơ thể em nó được cái sự thuận lợi khi phát đó, nó chuyển hóa thành cái đó. Anh không biết chính xác cái chuyển hóa làm sao biết được tới tất cả, nhưng mà nó tốt thì mình cứ đón nhận thôi, đừng complain. Bởi cho nên ai nói sao mày giàu vậy, nhận luôn, tao giàu tốt. Đừng nói hồi tao không có giàu, giàu mà, mình giàu, ok. Ủa sao mày sướng vậy? Sướng, ok. Ủa sao mày hạnh phúc vậy? Hạnh phúc tốt, ok. Ủa sao kinh nguyệt mày đều vậy? Kinh nguyệt đều tốt. Bạn đồng hồ cát 326 có hỏi là em lo ngại nhất là việc giữ cân khi về số cân chuẩn rồi. Anh cho em xin kiến thức ạ. À, em cảm ơn anh. Hold on. Lo ngại nhất việc giữ cân. Hold on. Tức là ý là giống như bạn vừa về được cân chuẩn rồi thì giờ bạn lo nhất là cái khúc mà giữ sao được á, thì cho thêm bạn cái kiến thức cái đạn để bạn giữ cân. Bây giờ cái team mà thừa cân, cho tôi cái trả lời về cảm xúc. Cái team thừa cân có lo, cái team thừa cân nói tôi giảm không được, tôi còn đang lo bà về đúng cân, bà lo đập cho một gậy bây giờ về đúng cân mừng muốn chết rồi nữa nè. Một khi đã giảm được thì giữ được, giảm được là giữ được, tại vì giảm khó hơn giữ. Ok, còn câu trả lời nè, trong cái chương trình chúng ta có menu hết rồi, có giải thích về chất béo, chất đạm, chất đường, thậm chí các loại đường, các loại chất béo, các loại đạm. Chúng ta có giải thích về khoáng chất, vitamin, nước, fiber, giấc ngủ. Chúng ta có giải thích về calorie, chúng ta có giải thích về hệ tiêu hóa, ăn vào cái gì nó tích trước, glycogen là gì, gan làm gì, thận làm gì, ruột làm gì, năng lượng vào như thế nào, năng lượng ra thế nào, nó đốt mỡ như thế nào, autophagy như thế nào. Em phải dùng cái đó đi quay lại cái buổi lý thuyết ngay buổi khai giảng đó, cộng với những cái video ở trong cái nhóm đồng hồ cát trên Facebook hay là bên YouTube có cánh núi, vô gõ cái chủ đề là đồng hồ cát ở trên YouTube nó hiện ra rồi, muốn lựa cái nào coi cái nào. Ăn uống để giữ cân nó không khó, cái quan trọng là ăn uống giữ cân và trường thọ và khỏe mạnh và năng lượng sung mãn và đẹp trẻ nó mới là quan trọng. Chuyện giữ cân thực ra là dễ cho người đã giảm được cân chứ. Dùng cái kiến thức đó đi em, nó nằm bên đó nha. Rồi cũng gần 9 giờ rồi mà cũng đã hết câu hỏi rồi á. Chắc là mình sẽ dừng ở đây ha Tuấn ha. Dạ, chắc chúng ta sẽ ngừng ở đây. Rồi, chị Phương có muốn bye bye tạm biệt các bạn gì không? Thôi các bạn đang làm rất là tốt mà chắc có thể là do đồng hồ cát 14 này làm tốt cho Đúng rồi. nên là cái lượng câu hỏi nó cũng ít hơn những cái khóa khác, có thể là bạn hiểu kiến thức mà bạn đang áp dụng rất là tốt Đúng, đồng hồ à. cát, đồng hồ làm đúng. Rồi, tạm biệt các bạn ở đây. Rất là Tuấn cũng tạm biệt với bạn một tiếng cho Okay. Rồi, nó. tôi cảm ơn chị Phương đã dành thời gian vào đây chung với các bạn. Mình cũng chúc các bạn nhiều cái sự hung hăng, nhiều cảm giác cảm xúc nâng cao. Tức là các bạn cảm giác mình đẹp hơn, mình khỏe mạnh hơn, mình bình an hơn trong cái quá trình giảm cân đó. Nó là cái dopamine, nó là cái serotonin, nó làm cho bạn cảm giác hạnh phúc và con người mới bạn chuyển đổi. Bạn trở thành con người xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, cảm xúc tốt hơn, tự tin hơn, bình an hơn, tất cả mọi thứ. Mình hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình, trong cái nhóm Zalo. Hey, nhớ này, trong đó nè, tương tác ở trong nha, thông báo tất cả đều trong đó hết. Và có thể hẹn gặp lại các bạn ở những cái lần livestream sau hay là trong cái chương trình đồng hồ các kế tiếp hay là trong những cái lớp mà các bạn đã đăng ký ha. Rồi, mình và chị Phương xin chào các bạn.